hay ngành 4 học môn cắt lớp vi tính 2 và ôn lại về cái kỹ thuật CTA động mạch cảnh não. Thì hai anh cũng đã được tham dự cùng với lớp hình ảnh 3 học về các cái kỹ thuật trong cắt lớp vi tính sọ não rồi, và qua cái buổi học hôm đó thì cũng đã nói sơ lược về cái kỹ thuật CTA rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ thảo luận để làm rõ hơn cái vấn đề đó thôi. Và đây là một cái hình ảnh mà mình đang show trên màn hình của các bạn á. Đây là một cái ca bệnh thực tế mà thực hiện cái kỹ thuật chụp CTA mạch máu, nhưng mà không phải là chỉ chụp đơn giản là một thi là chỉ có chụp CTA động mạch cảnh không thôi, mà mình chụp cả động mạch cả tĩnh mạch nhé, để các bạn xem cái sự khác biệt trong cắt lớp vi tính mạch máu nào như thế nào. Rồi nếu mà các bạn chưa có câu hỏi gì thì mình sẽ nhắc lại một số cái điểm liên quan về kỹ thuật của CTA Carotid. Đây đây là một cái trang web nó rất là hay, các bạn có thể tham khảo được cả những kỹ thuật, cả tất cả những cái protocol kỹ thuật cũng như một số bệnh lý cơ bản, ví dụ như là các bạn làm hoặc là các bạn đọc tới một cái bệnh lý gì đó, các bạn muốn cái hình ảnh bệnh lý đó như thế nào thì các bạn chỉ cần vào cái trang web này, các bạn gõ tên của nó ở ô search này này, và khi đó thì các bạn sẽ có những cái thông tin nó liên quan thôi. Thì đấy là một cái các cái điểm cơ bản của kỹ thuật CTA mạch máu nào. Thì hôm trước là mình đã nói rồi là vì sao trong những cái protocol chụp CTA mạch máu nào thì chúng ta phải cần bao gồm cả động mạch cảnh ở trong đó. Bạn nào còn nhớ không? Rồi các bạn không hỏi thì mình sẽ hỏi ngược lại các bạn. Là vì sao trong các cái protocol chụp CTA mạch máu não, mạch máu nội sọ lại cần thiết chụp cả động mạch cảnh ở trong đó nữa? Hoặc là trường hợp nào thì chỉ cần cứu trụ chụp mà mạch máu nội sọ, mà trường hợp nào thì các bạn phải chụp cả bao gồm động mạch cảnh từ cung động mạch chủ trở lên? Rồi mời bạn Yến. Thầy là thầy nhớ là trường hợp mà chụp từ cung động mạch chủ trở lên là trong trường hợp cấp cứu mà mình cần tìm nguyên nhân hoặc là cần tìm huyết khối động mạch hướng não đi lên nên là cần chụp trường rộng, còn trong trường hợp chỉ cần khảo sát mạch máu nội sọ như là sinh hay là các dị dạng thì mình chỉ cần quét từ C2 trở lên ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Thế thì câu trả lời là cũng cũng khá là đầy đủ đúng không ạ? Rồi mời bạn đầu thì Huyên. Dạ, theo nghĩ là nếu như mình quét từ động mạch chủ để đánh đó là trong trường hợp nghi ngờ có huyết khối trong động mạch cảnh hoặc là nghi ngờ bọc tách động mạch cảnh ạ. Rồi, cảm ơn bạn Huyên. Thì cả hai câu trả lời của các bạn đều đúng đúng không ạ? Tuy nhiên một cách tổng quát đầy đủ thì có thể nó sẽ thiếu cái trường hợp này, thiếu cái trường hợp kia, nhưng mà hầu hết trong một cái CTA các cái động mạch ở nào thôi thì người ta cũng khuyến đó là mở rộng cái trường cắt bao gồm cả các động mạch cảnh hai bên, hoặc là có thể nếu mà có thể được thì chụp từ cái quai động mạch chủ trở lên tới đỉnh sọ, bởi vì có rất là nhiều các cái tổn thương từ động mạch cảnh mà nó ảnh hưởng và nó gây triệu chứng ở sọ, ví dụ như trong các cái trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ hoặc là thiếu máu não thoáng qua thì có thể là bệnh nhân có thể là cái lưu lượng máu mà nó truyền lên não bị hạn chế bởi một màng xơ vữa hoặc cái bóc tách hoặc là hẹp động mạch cảnh, thì khi đó cái lưu lượng máu nó lên nó cũng không 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 được được đầy đủ. Cho nên nếu mà trong trường hợp đó thì chúng ta chụp cái CTA mạch máu nào thì có thể là chúng ta vẫn thấy được các cái đá giác quy lít, các nhánh mạch máu thông trước thông sau vân vân rất là đầy đủ và đẹp. Tuy nhiên á, bệnh nhân có bất thường ở động mạch cảnh, mà bất thường ở động mạch cảnh đó thì lưu lượng máu lên não sẽ kém, và vì vậy bệnh nhân có những cái cơn đau đầu như vậy. Cho nên là trong những trường hợp như vậy thì chúng ta nên cắt bao gồm cả cái động mạch cảnh. Vì vậy mà một cái protocol người ta thường thường đưa vào đó là protocol động mạch cảnh nào.
Thì như các bạn nhìn vào cái khái niệm ở cái trang web Radiopedia này, người ta cũng có ghi này, thì CTA của các động mạch nội sọ thì được biết tới là CTA động mạch cảnh hoặc là từ cung động mạch chủ đến cho tới 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 vỏ não, tức là tới vòm sọ này. Thế nào? Tức là CTA động mạch cảnh hoặc là CTA từ động mạch cảnh cho tới từ cung động mạch chủ cho tới là cái vòm sọ. Thì một cái protocol đầy đủ nhất thì nó phải bao gồm như vậy. Thì nó cho phép hiển thị các cái động mạch cảnh trong và cảnh ngoài, rồi là các động mạch đốt sống. Được chưa? Thì nó cũng được bao gồm ở trong cái protocol động mạch mạch máu não. Cho nên là khi mà chụp thì các bạn phải cố gắng, nếu mà điều kiện cho phép hoặc là một cái nguyên nhân người ta chỉ định CTA nó chưa rõ, thì khi đó cái việc bao gồm cả động mạch cảnh và được các hay nói một cách chính xác hơn là các động mạch hướng não thì nó rất là cần thiết trong các cái trường trong các cái trường hợp bệnh lý ở sọ. Ngoài cái việc là thiếu máu thoáng qua thì có thể là một số cái trường hợp như hai bạn vừa nói, giả sử như có mảng xơ vữa hoặc là huyết khối ở động mạch cảnh, thì nhiều khi nó vô tình nó theo cái dòng máu nó đẩy lên và nó trôi lên nào, thì như vậy là bệnh nhân sau này bệnh nhân sẽ có cái nguy cơ là tắc mạch máu não. Như vậy cho nên là khi mà chúng ta chụp được cả động mạch cảnh và các động mạch hướng não, thì khi đó các bạn sẽ loại trừ được cái nguyên nhân hoặc là dự dự báo sớm cái nguy cơ của bệnh nhân có thể xảy ra các cái tình trạng là đột quỵ. Thì như đấy, người ta cũng đưa ra các cái chỉ định lâm sàng này. Khi các chỉ định lâm sàng của một cái KCTA mạch máu não á, thì nó có rất là nhiều cái viễn cảnh lâm sàng khác nhau. Thì ở đây người ta đưa ra một số cái bốn cái chỉ định phổ biến và nó cũng khá là đầy đủ trong các cái trường hợp trên lâm sàng hiện nay. Đầu tiên đó là đột quỵ nhồi máu não này, đột quỵ do nhồi máu não. Xin lỗi các bạn. Đột quỵ này. Đấy chưa? Trong trường hợp đột quỵ thì chụp CT ấy mạch máu nào để làm gì ạ? Đột quỵ thì sẽ có hai dạng đột quỵ. Thì trong trường hợp đó chúng ta chụp CTA để làm gì? Môn này các bạn vừa mới thi xong luôn, các bạn mới thi môn kỹ thuật hình ảnh cập nhật, cũng nói tới các kỹ thuật hình ảnh trong chẩn đoán bệnh lý đột quỵ. Nhưng biết là bạn nào còn nhớ không? Thời đột quỵ đấy thì có hai nguyên nhân, một là có vẻ do xuất huyết não mà hai là do nhồi máu não không ạ? Rồi, đúng rồi, cảm ơn anh. Ai có ý kiến khác ạ? Rồi, mời bạn Thanh. Dạ anh dùng để xác định nguyên nhân gây thiếu máu não trong đột quỵ là sĩ thì ấy để tìm vị trí tắc hẹp hay cả cục máu đông. Rồi, cảm ơn bạn Thanh và cảm ơn anh Toàn. Thì có hai cái nguyên nhân lớn gây đột quỵ. Thứ nhất đó có thể là xuất huyết não hoặc là có thể là nhồi máu não. Thì tuy nhiên là cái việc xuất huyết não thì hay là nhồi máu não thì cái việc CT nhiều khi chúng ta không nhất thiết phải chụp CTA để mà khảo sát nó, bởi vì nhiều khi bệnh nhân nếu mà trong tiến triển bệnh nhân quá nặng rồi thì cái việc tìm các cái tổn thương nhồi máu ở trên cái CT không thuốc thì có thể là rất là rõ. Thế là, hoặc là xuất huyết não, xuất huyết thì thường thường nó sẽ tăng tỷ trọng ở những cái giờ đầu. Cho nên là khi đó chụp CT không thuốc thì chúng ta cũng có thể thấy xuất huyết não. Thì cái mục đích của chụp CTA đấy á, là chúng ta sẽ chụp trong những cái trường hợp mà theo dõi đột quỵ do nhồi máu não hoặc là theo dõi đột quỵ do hẹp tắc mạch máu não. Thì khi chúng ta chụp CTA để chúng ta phát hiện ra được là có cái vị trí tắc nghẽn hay không, hay là có cục huyết khối ở trong lòng động mạch hay là không. Còn khi mà đột quỵ mà chúng ta đã thấy các cái tổn thương nó ở trên cái phim không thuốc rồi ấy, thì khi đó là bệnh nhân đã tiến lượng nặng nề rồi. Đấy chưa? Khi mà đột quỵ mà thấy tổn thương ở trên phim cắt lớp vi tính không thuốc á, thì nó tiến triển nặng nề rồi. Đấy chưa? Thì cái việc mà chỉ định CTA cho dù là chưa thấy tổn thương hay là có thấy tổn thương, nó nhằm mục đích đó là loại trừ các cái nguyên nhân khác gây đột quỵ, hoặc là tìm cái vị trí của cục máu đông hay là vị trí tắc nghẽn mạch máu. Thế nào? Và khi mà tìm được cái vị trí cục máu đông hay là
tắc nghẽn mạch máu rồi, thì khi đó người ta sẽ đưa ra cái phương pháp điều trị, quyết định cái liệu pháp điều trị cho bệnh nhân để mà cứu sống cái phần nhu mô não còn có thể là cứng được. Rồi cái chỉ định thứ hai của CTA mạch máu não đó là các cái tai biến mạch máu não do thiếu máu não thoáng qua. Đấy chưa ạ? Thì cái này á, thường thường á, là người ta sẽ tìm cái hẹp ở động mạch cảnh. Thì các bạn thấy này, các bạn một số tài liệu thì người ta viết tắt là tía đấy, tí tế ý và a hay là tía, tức là đột quỵ tía, tức là thiếu máu não thoáng qua. Thì trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có những cái cơn cơn thiếu máu não thoáng qua như vậy ấy, thì người ta sẽ nghi ngờ là có một cái tổn thương ở các cái động mạch hướng não, đặc biệt là động mạch cảnh. Đấy chưa ạ? Thì có thể là hẹp tắc động mạch cảnh, hoặc là động mạch cảnh có cái mảng xơ vữa, có kiểu là có là cholesterol ở phía trong ấy, thì nó có thể là cản trở cái dòng máu nó đi lên nuôi nuôi mạch nuôi nhu mô não, cho nên khi đó gây ra những cái cơn đau đầu và bệnh nhân dạng như kiểu là thiếu thiếu máu thoáng qua như vậy. Rồi cái chỉ định thứ ba đó là xuất huyết dưới nhện. Xuất huyết dưới nhện thì khi mà bệnh nhân có xuất huyết dưới nhện thì chúng ta chụp CT không thuốc thì chúng ta có thể thấy các cái dấu hiệu mà chứng tỏ là bệnh nhân có xuất huyết dưới nhện rồi. Thì bệnh nhân xuất huyết dưới nhện thường thường là do cái việc bệnh nhân bị vỡ các cái túi phình. Thế nào? Vỡ các cái túi phình. Thì cái túi phình là gì? Là một cái túi nó phình đã từ thanh thanh của mạch máu, nó tăng dần về kích thước, dần dần máu dần dần theo cái dòng chảy máu mạch của mạch máu thì máu nó sẽ đi vào túi túi phình đó và làm nó căng dần căng dần căng dần tới khi nó không chịu nổi áp lực nữa thì nó vỡ ra. Dạ, nó vỡ ra nó gây xuất huyết dưới nhện. Thì một trong những cái chỉ định tiếp theo của CTA đó là để phát hiện các cái túi phình. Thì có rất là nhiều bệnh nhân đau đầu một cách thoáng qua hoặc là mơ hồ thôi, nhưng mà khi mà chụp CTA hoặc là chụp MRI ấy thì người ta phát hiện ra các cái túi phình trong mạch máu nào á. Thì các cái túi phình đó mà kích thước nhỏ thì không sao, nhưng mà dần dần mà nó lớn dần lớn dần lớn dần, hoặc là bệnh nhân căng thẳng tăng huyết áp đấy chứ là, thì áp lực nó tác động đến thanh mạch càng lớn thì khi đó các cái túi phình nó vỡ ra nó gây xuất huyết nào. Thì trong những trường hợp như vậy chỉ định chụp cắt lớp vi tính để xác định được vị trí túi phình, cổ túi phình, kích thước túi phình và các cái vị trí khác của túi phình. Ví dụ như có không thể là không phải là bệnh nhân chỉ có một túi phình mà có thể có những bệnh nhân có rất là nhiều túi phình. Và những cái túi phình mạch máu não này á, thì các bạn thử xem cái dịch tễ học của nó, thử xem nó thường xuất hiện ở những cái vị trí nào. Thì ở tiết hôm trước về liên quan đến cắt lớp vi tính mạch máu não thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn thấy một số rồi, ví dụ như là ở động mạch nào giữa cũng cũng hay gặp. Thì những trường hợp được gặp gặp những cái túi phình. Vậy thì đặt vấn đề ra là khi mà bệnh nhân đau đầu được chỉ định là chụp CT không thuốc mà thấy là trên cái hình ảnh cắt lớp vi tính không thuốc đó không có bất thường gì trên phim thì chúng ta cũng chưa vội mừng cho bệnh nhân, và khi đó chúng ta cần phải có những cái kỹ thuật cao hơn, ví dụ như là cộng hưởng từ hoặc CTA, thậm chí là perfusion CT hoặc là perfusion MRI, thì khi đó mới phát hiện được những cái tổn thương nó tinh tế để mà tiến lượng cho cái bệnh nhân được. Cho nên đau đầu là một cái nó nhiều khi nó nhẹ nhàng, nhiều khi chúng ta chủ quan, chúng ta để tự khỏi, nhưng mà nó tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ. Ví dụ những cái bệnh nhân có túi phình nhỏ thì chúng ta chụp CT thì chúng ta không thể thấy được trên cái hình ảnh cắt lớp vi tính không thuốc. Nhưng mà khi chụp có thuốc thì chúng ta có thể phát hiện được. Mà khi mà phát hiện được á thì tùy theo cái vị trí túi phình, kích thước túi phình và cổ túi phình mà người ta có thể là can thiệp dự phòng cho bệnh nhân. Còn nếu mà người ta thấy ổn định, thấy nguy cơ thấp thì người ta có thể theo dõi cho bệnh nhân. Ví dụ như là vài tháng sau hoặc là theo chu kỳ thì bệnh nhân phải tới thì bệnh nhân chụp MRI lại hoặc là chụp CTA lại để xem cái túi phình nó có tăng kích thước, có thay đổi về hình dạng, về hình thái của nó hay là không. Còn nếu mà nó có nguy cơ có thể vỡ hoặc là nguy cơ tiến triển nhanh thì khi đó người ta sẽ can thiệp dự phòng cho bệnh nhân bằng cách là thả còi hoặc là làm bít tắc cái túi phình đó đi để cái túi phình nó không tăng lên kích thước nữa.
Thì các bạn có đã nghe tới cái khái niệm là can thiệp dự phòng chứ? Thì nếu mà ngày xưa các bạn học về về nội ngoại bệnh lý ấy, thì có những cái bệnh nhân bị ruột thừa hoặc là bệnh nhân có ruột bệnh nhân sở có thể là đi nghĩa vụ này hoặc là đi biển đi đảo một thời gian dài này, người ta sở có thể là bị viêm ruột thừa, thì khi đó là không có cái cơ sở, không có các cái phương tiện để mổ cắt đi, thì người ta có thể là mổ cắt dự phòng trước để mà tránh những cái trường hợp đó có thể xảy ra. Thì đó là gọi là những cái trường hợp mà gọi là can thiệp dự phòng, tức là không có triệu chứng gì cả nhưng mà vẫn can thiệp để mà đảm bảo rằng là những cái biến chứng hoặc là những cái triệu chứng của cái túi phình đó nó có thể xảy ra trong thời gian tới. Rồi tiếp theo đó là đó là xuất huyết nhu mô não. Xuất huyết nhu mô não. Được chưa? Thì xuất huyết nhu mô não thì có thể là bệnh nhân có một cái AVM, tức là cái bất thường về hệ mạch máu. Tức là cấu trúc hình thái của mạch máu nó bị thay đổi, ví dụ như thông đồng tĩnh mạch, hoặc là có một cái bất thường về mạch máu như vậy, nó có thể là vỡ ra hoặc là có thể là xuất huyết ra ngoài nhu mô não ấy, thì những trường hợp đó người ta cũng chụp CTA hoặc là chụp MRI ấy để mà xác định được cái AVM nó như thế nào. Thì rất là có nhiều chỉ định như vậy, ngoài những cái chỉ định trên này là những cái chỉ định nó không liên quan đến chấn thương, ngoài đó nó còn có những cái chỉ định liên quan đến chấn thương nữa. Ví dụ như bệnh nhân bị một cái giáo nó đấm ở ngay cái phần cổ chẳng hạn, người ta nghi ngại rằng là có nó đồng tới các cái mạch máu lớn hướng não, thì người ta cũng phải chụp CT CTA động mạch cảnh não nhá. Hoặc là những cái tổn thương nó liên quan đến phần não bộ, giống như kiểu là mảnh đạn hoặc là các cái vết thương xuyên thấu, thì người ta cũng phải chụp CTA để đánh giá được là cái gì vật đó với mạch máu nó liên quan như thế nào, để mà khi mà người ta mổ người ta can thiệp thì nó tối thiểu nhất nó hạn chế cái việc chảy máu cho bệnh nhân. Hoặc là đối với một số trường hợp là u não, thì các bạn biết là u não thì ưu thế của nó là cộng hưởng từ, đúng không ạ? Trên cộng hưởng từ nó vừa đánh giá được bản chất của khối u, đánh giá được cái tính chất xâm lấn của khối u ra các cái mô lành xung quanh, rồi cùng đánh giá được hệ thống mạch máu, cấp máu cho khối u vân vân. Nhưng mà nhiều khi người ta cũng chỉ định chụp CTA để mà đánh giá được các cái mạch máu đó nó liên quan đến khối u như thế nào, để mà khi mà mổ xẻ hoặc là cắt cái khối u đó đi thì nó ít can thiệp vào mạch máu nhất có thể. Tuy nhiên đối với những cái khối u như vậy á, thì người ta chỉ định chụp CTA khi mà cộng hưởng từ nó chống chỉ định thôi. Được chưa? Còn cộng hưởng từ thì có rất là nhiều cái chuỗi xuống mạch máu khác nhau, có thể đánh giá được cái hệ thống mạch máu rất là rõ rồi. Tuy nhiên là cộng hưởng từ khi mà chụp MRI thì nó có rất là nhiều nhiều ảnh, mà những cái nhiều ảnh MRI trong cộng hưởng từ nhiều khi bác sĩ hoặc là kỹ thuật viên rất khó lý giải nó là cái nhiều ảnh hay là cái tổn thương, thì khi đó CTA hay là DSA thì nó có thể là giải quyết loại trừ ra được những cái nhiều ảnh có thể xảy ra trong cộng hưởng từ. Rồi ngang đây có ai hỏi gì không ạ? Rồi bạn xinh. Bạn xinh có hỏi là cho em hỏi Trương Minh không xác định được động mạch cảnh để đặt rối thì phải làm thế nào để đúng thì cho hình ảnh chất lượng cao nhất ạ. À. Rồi ok bạn. Thì lát nữa tới cái cá thực tế mình sẽ chỉ cho các bạn cách xác định động mạch cảnh như thế nào ấy. Vì động mạch cảnh ấy, thì nó len lỏi nó đi trong cái phần cổ, thì khi mà cắt ngang qua cổ, lát cắt ASEAN qua phần cổ ấy, thì nó rất là khó xác định các cái vị trí giải phẫu cả mạch máu rồi cả cơ vân vân nếu mà không tiêm thuốc. Thì trong những cái trường hợp như vậy á, thì chúng ta sẽ xác định bằng cách nào, thì lát nữa mình sẽ chỉ cái giải phẫu cho các bạn nhìn thấy rõ. Rồi có ai hỏi gì ngang đấy nữa không, ngang cái phần chỉ định và cái khái niệm của cái CTA động mạch cảnh nào không?
Rồi như vậy thì chúng ta tiếp tục. Thế là như vậy CTA với các cái chỉ định như thế này thì nó nhằm mục đích gì? Thì CTA là một cái kỹ thuật như là sử dụng được thuốc cản quáng tĩnh mạch để làm hiển hình của các cái mạch máu não. Hay trong trường hợp này là cả động mạch cảnh và động mạch não. Nó làm hiển hình lên, tức là chúng ta đổ đầy thuốc cản quáng vào trong cái lòng của động mạch cảnh và động mạch não, và chúng ta chụp cắt lớp vi tính để chúng ta hiển thị được cái động mạch cảnh nào nó rõ ràng lên. Bây giờ thì cái này á, cái điều quan trọng đó là cái thời gian chúng ta chụp là bao lâu để mà đảm bảo được là trong cái series hình ảnh của mình cắt được, mình thu được thì thuốc cản quáng nó vừa đổ đầy của động mạch cảnh mà vừa đổ đầy cái động mạch nào. Được chưa? Thì cái quan trọng là cái thời gian. Được chưa? Thì cái thời gian nó phải vừa phải để mà chắc chắn là cái sự tăng quáng nó tối đa này, sự tăng quáng trong lòng động mạch nó tối đa, và giảm cái hiện tượng nhiễm bẩn tĩnh mạch, tức là giảm cái hiện tượng mà thuốc cản quáng nó quá tĩnh mạch. Được chưa? Thì cái việc giảm venous contamination này á, thì nó rất là khó để mà giảm thiểu đối với những máy cắt lớp vi tính ít dải đầu dò, ví dụ như máy 16 dải, máy 8 dải, máy 4 dải thì nó sẽ khó khăn hơn so với khi mà các bạn thực hiện máy 64 dải, máy 128 dải, máy 320 dải, bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào cái scan time mà, tối thiểu mà các bạn có thể cài đặt được. Bởi vì á, cái transit time, tức là thời gian luân chuyển thuốc cản quáng từ động mạch qua tĩnh mạch não, nó chỉ mất trong khoảng 4 giây là thuốc nó đã bắt đầu qua tĩnh mạch rồi. Cho nên thời gian các bạn mà để dài đã quét, thời gian mà quét dài đã dài hơn so với 4 giây ấy, thì chúng ta phải chấp nhận cái việc thuốc cản quáng từ động mạch qua tĩnh mạch một phần. Được chưa? Tuy nhiên mà quá nhiều quá thì cái việc tái tạo lại hình ảnh, thực hiện các cái kỹ thuật tái tạo MIP, VRT hoặc là VRT MIP thì nó sẽ khó khăn hơn. Còn cái việc mà nó quá một phần ấy, thì chúng ta chấp nhận được. Cho nên cái việc mà tránh hay là giảm cái hiện tượng thuốc qua tĩnh mạch này á, thì nhiều khi các bạn phải chấp nhận, nó tùy theo tình huống lâm sàng và tùy theo cái máy cắt lớp vi tính mà các bạn có. Rồi ngang đấy thì có câu hỏi của bạn Hoa, nó là trong trường hợp u nào mà theo dõi di căn nào thì mình chụp các thi nào ạ? Rồi rồi cảm ơn bạn 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 Hoàng Duy phải không ạ? Rồi đối với các cái trường hợp u nào hay di căn nào thì cái kỹ thuật mà ưu tiên để lựa chọn thì đó là cộng hưởng từ có tiêm thuốc cản, có tiêm thuốc đối quáng từ tĩnh mạch, đó là cái kỹ thuật ưu tiên nhất. Còn nếu mà bệnh nhân này có chỉ định chống chỉ định với cộng hưởng từ bắt buộc phải thực hiện cắt lớp vi tính sọ não, thì đối với u não thì nếu mà khối u đã xác định rõ được bản chất rồi, đối với u não người ta đã xác định được rõ bản chất rồi, thì người ta có thể là đánh giá cái mạch máu nuôi u hoặc là cái mối tương quan giữa khối u và mạch máu để mà can thiệp điều trị, có thể là phẫu thuật, có thể là xạ trị, có thể là điều trị hóa chất vân vân. Thì cái đó là thuộc về lâm sàng, thuộc về bệnh lý chúng ta không nói. Thì trong trường hợp mà muốn xem mối tương quan với mạch máu thì chúng ta chỉ cần chụp CTA mạch máu não thôi. Còn trong trường hợp u não mà đánh giá cái tính chất ngấm thuốc của nó thì chúng ta chỉ cần tiêm thuốc sau đó đợi khoảng 3 tới 5 phút là chúng ta chụp. Dạ. Bởi vì sao, thì sau khi nói cái phần di căn nào thì mình sẽ nói luôn này. Qua cái phần theo dõi di căn á, di căn thì có thể là di căn nguyên phát hoặc là di căn tự phát. Đấy ta. Thì di căn nguyên phát hay di căn tự phát gì cũng vậy, tức là có thể là di căn từ một cái khối u nào đó trong cơ thể, di căn lên não. Thì những cái nốt di căn đó nó ngấm thuốc rất là kém, cho nên khi mà các bạn trường hợp mà bệnh nhân được chỉ định là theo dõi di căn nào, đề nghị chụp cắt lớp vi tính mạch, đề nghị cắt lớp vi tính sọ nào có tiêm thuốc cản quáng tĩnh mạch á, thì các bạn tiêm thuốc xong đó các bạn đợi khoảng 5 phút sau các bạn chụp chụp cái thi sau tiêm thuốc là được, chứ không cần phải chụp động mạch rồi tĩnh mạch rồi thi muộn, được chưa? Bởi vì các bạn mục đích là chúng ta chỉ tìm nốt di căn trong cái nhu mô não thôi,
Còn trong trường hợp u não thì hơi khác một chút. Nếu mà đánh giá tính chất ngầm thuốc của khối u như thế nào thì chúng ta chụp không thuốc, sau đó chúng ta chụp có thuốc vào 5 phút. Còn trong trường hợp u não mà xác định được mối liên quan của khối u với mạch máu thì chúng ta chụp thì CTA, tức là chụp thi động mạch sớm. Và thì muộn để đánh giá cái u não nó ngấm thuốc ra sao. Thì lưu ý các bạn một cái là u não đối với các cái trường hợp u não ấy, thường 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 á, não bình thường thì sẽ có mạch máu não, động mạch và tĩnh mạch, nó sẽ tạo ra cái máu mạch ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái giương mạch, cái hang rao mạch máu não nó rất là chằng chịt và rất là chắc chắn, cho nên các cái đại phân tử của thuốc cản quáng thì nó hầu như nó không thể đi qua được cái hang rao mạch máu nào đó, nó chỉ có trao đổi qua hệ thống máu mạch thôi, nó không đi qua được, không thoát ra được khỏi cái răng hang rao mạch máu nào đó. Cho nên là khi mà chúng ta tiêm thuốc vào á, khi chúng ta tiêm thuốc vào á, thì thuốc nó tự động mạch qua tĩnh mạch thôi, còn nhu mô nào nó không ngấm thuốc, nhu mô nào nó không ngấm thuốc. Cho nên là bình thường thì nhu mô nào không ngấm thuốc cản quáng, nhưng trong trường hợp bệnh nhân có u não thì cái khối u đó nó có thể phá vỡ đi cái hang rao mạch máu nào đó, phá vỡ đi hang rao mạch máu nào đó, thì khi đó thuốc cản quáng nó mới ngấm vào trong cái khối u. Thấy chưa? Nó mới ngấm vào trong khối u. Cho nên là thường thường người ta sẽ chụp thi muộn là vì vậy. Chụp khoảng 3 đến 5 phút. Có tài liệu các bạn sẽ thấy là chụp tại thời điểm 3 phút, có tài liệu thì chụp tại thời điểm là 5 phút, và có thời điểm thì nó lâu hơn một chút. Đó là trong các cái trường hợp u não hay là di căn não. Thì các bạn lưu ý cái hang rao mạch máu não. Còn có một cái luôn tiện thì nhắc các bạn luôn, đó là có một cái cơ quan trong cơ thể nữa mà nó không ngấm thuốc cản quang, thì đố các bạn đó là cơ quan gì? Bạn nào biết là quá giỏi luôn. Chắc chắn là trong các cái bài giảng của thầy Quỳnh và thầy Khoan thì thầy đã nhắc rồi, không biết là các bạn nào còn nhớ hay không thôi. Có cái cơ quan hay là phần cơ thể nào trong cơ thể người mà nó không ngấm thuốc cản quáng không? Bạn nào biết thử suy luận thì phải ạ. Thế là các bạn nhớ lại từ giải phẫu ra. Mình vừa giải thích cái việc là u não này, tại sao lại chụp muộn, hoặc là di căn nào tại sao lại chụp muộn. Rồi bình thường là nhu mô nào nó không ngấm thuốc bởi vì sao? Bởi vì có cái hang rao mạch máu nào nó rất là chằng chịt và nó rất là chắc chắn. Thì bây giờ ở trong cơ thể người mình thì còn có cái bộ phận nào nó cũng có cái hang, cũng có hang rao mạch máu, nó rất là chằng chịt, nó không cho các cái đại phân tử nó đi qua. Rồi có băng qua. Rồi bàng quang thì không đúng lắm. Bởi vì bàng quang á, thì cái chính là khi mà chúng ta chụp cắt lớp vi tính ổ bụng đối với các cái khối u bàng quang thì chúng ta sẽ chụp cái thi động mạch muộn và thi tĩnh mạch. Thì tại cái thi động mạch muộn á, thì thành bàng quang nó sẽ ngấm thuốc rất là rõ rồi. Nếu mà u bàng quang hoặc là đánh giá các tổn thương ở bàng quang mà các bạn chụp thi động mạch sớm á, thì các bạn không đánh giá được mà các bạn phải chụp thi muộn hoặc là chỉ chụp thi tĩnh mạch thôi, thì khi đó thành bàng quang mới ngấm. Tương tự như vậy thành thực quản cũng vậy nhé, thực quản cũng không đúng. Hang rao nhau thai, nếu mà nhau thai thì cũng hợp lý, cũng hợp lý, nhưng mà mình chưa chắc về cái câu trả lời này. Bởi vì bình thường thì trẻ nó hấp thu các dưỡng chất qua cái nhau thai như vậy thì cũng có thể, tức là câu câu của bạn Yến là mình chưa có kinh nghiệm lắm, mình chưa chắc được cái câu trả lời này. Tủy sống là có ngấm bạn ấy, tủy sống là cũng có hang rao mạch máu nào, hang rao mạch máu, tủy sống, tủy sống và câu trả lời là tủy sống và hang rao nhau thai thì mình nghĩ là khá hợp lý, tuy nhiên mình cần phải check lại. Nhưng mà có một cái mà mình chắc chắn là nó không ngấm thuốc, mà chỉ có ở nam giới, nữ giới là không có. Bạn đang nghĩ đã chưa?
Rồi đúng rồi, khi mà nói tới là nam giới thì rất là nhiều bạn trả lời là tinh hoàn, rồi tiền liệt tuyến, rồi thần tính đúng không ạ? Nhưng mà câu trả lời đúng là tinh hoàn. Đấy ạ, tinh hoàn thì bình thường nó cũng không ngấm thuốc cản quan. Chỉ có khi những cái trường hợp bất thường nó phá vỡ cái hàng rào mạch máu của nó thì khi đó tinh hoàn là mình ngấm thuốc cản quan. Thì có hai cái mà mình biết đó là hàng rào mạch máu nào và hàng rào mạch máu ở tinh hoàn á, thì khi đó nó sẽ ngăn các cái đại phân tử là đi qua và nó không ngấm thuốc trong các cái trường hợp là bình thường. Còn hai cái trường hợp của bạn Thanh và bạn Yến có trả lời là tủy sống và hàng rào nhau thái thì để mình kiểm tra lại cái phần giải phẫu tổng quát hoặc là giải phẫu phẫu cơ quan để mình xem lại hai cái câu trả lời này là như thế nào nhé. Rồi mình tiếp tục thì chỉ định khi mà có chồng có chỉ định rồi thì đương nhiên là có chồng chỉ định đúng không ạ? Chồng chỉ định thì kỳ gọi những cái chồng chỉ định nó đối với những cái chỉ định nó không cần thiết hoặc là đối với những trường hợp là bệnh nhân đã có dị ứng với thuốc cản quang iốt mức độ nặng ở trước đó thôi thì khi đó chúng ta cũng cần phải cân nhắc bệnh nhân khi mà chúng ta chụp CTA, khi mà cầm cái chỉ định CTA chúng ta cân nhắc chứ không phải là chúng ta chống chỉ định tuyệt đối. Được chưa? Trong những trường hợp đó thì chúng ta có thể là nếu cần thiết thì chúng ta cũng cần phải chụp. Tuy nhiên cái quá trình theo dõi bệnh nhân, chuẩn bị các cái phương tiện hoặc là đảm bảo tất cả cái mọi thứ nếu mà có trường hợp tai biến có thể xảy ra thì chúng ta có thể xử lý kịp thời. Về giải phẫu này, giải phẫu thì nó rất là quan trọng nhé. Giải phẫu nó rất là quan trọng bởi vì khi các bạn học môn giải phẫu cắt lớp, giải phẫu đại cương hay là qua cắt lớp vi tính hoặc là thậm chí là các bạn học can thiệp mạch của thầy Bình nữa thì cái phần giải phẫu nó rất là quan trọng. Các bạn có thể không cần nắm cái giải phẫu cụ thể ví như động mạch cảnh gồm có những đoạn nào đoạn qua xương đá đoạn đoạn đi vào xương đá rồi đoạn vào xoáng háng rồi đoạn ra ra khỏi xoáng háng thì nó sẽ chia thành những cái đoạn nào C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 chẳng hạn. Thì những cái đoạn đó thì có thể là nó chi tiết quá thì các bạn có thể là các bạn chưa cần phải nắm. Tuy nhiên mà khi mà các bạn học BSA học can thiệp mạch của thầy Bình ấy, hoặc là thực hiện các cái can thiệp mạch máu nội sọ thì những cái kiến thức đó các bạn phải nắm chắc. Đấy chứ, nếu mà những cái bạn nào đi theo cái phần đó hoặc là khi các bạn tái tạo về cái mạch máu động mạch cảnh xoáng háng hoặc vân vân thì các bạn cũng phải nắm được là từ vị trí nào tới vị trí nào là C1, từ vị trí nào tới vị trí nào là C2 cho tới C7 vân vân. Thì đối với mạch máu nào thì nó được đối với cái phần nhu mô nào thì nó được cung cấp bởi hai nguồn mạch máu. Nhu mô nào nội sọ này thì nó được cung cấp bởi hai nguồn mạch máu. Các bạn thấy là những cái mạch máu nội sọ thì nó đều bắt nguồn từ cung động mạch chủ rồi là thân thân cánh tay đầu và động mạch dưới đòn đúng không ạ? Thì nó sẽ xuất phát là động mạch cảnh hoặc động mạch đốt sống nó xuất phát lên. Thì chính động mạch cảnh và động mạch đốt sống hai bên như vậy thì nó đi qua lỗ lớn đi vào trong cái nhu mô não và nó sẽ chia thành những cái nhánh nhỏ hơn đến núi não đến núi nhu mô não thì nó sẽ chia thành hai set mạch máu. Chắc là hai set mạch máu hay còn gọi là hai cái tuần hoàn trước và tuần hoàn sau. Cái tuần hoàn trước này và tuần hoàn sau này thì tuần hoàn trước á, thì nó sẽ cung cấp máu cho 2/3 trước của cái phần sọ là tuần hoàn trước. Được chưa? Như là động mạch nào trước, động mạch nào giữa, động mạch thông trước, là nó sẽ cung cấp 2/3 cho cái phần nhu mô não. Và cái tuần hoàn thứ hai đó là tuần hoàn sau. Tuần hoàn sau thì nó sẽ cung cấp cho 1/3 sau của não. Thế này, thì cái tuần hoàn sau nên là chủ yếu là động mạch nền nó được nhập bởi hai cái động mạch đốt sống nó nhập vào động mạch nền và nó cho ra động mạch thông sau, động mạch não sau. Được chưa? Còn ở phía trước á, là chủ yếu là động mạch cảnh. Thế này, chủ yếu là hai cái động mạch cảnh nó sẽ cấp máu cho phân động mạch nào giữa và động mạch nào trước, động mạch thông trước, vân vân. Thì như vậy là khi mới nhắc tới giải phẫu mạch máu não thì các bạn phải nói tới hai cái tuần hoàn là tuần hoàn trước là gồm cái gì và tuần hoàn sau gồm cái gì. Tuần hoàn trước thì nó bao gồm các cái động mạch cảnh. Các động mạch cảnh. Thì cái này thì mình sẽ nói ở cái đây là mình đọc lại cho các bạn nhớ cái đã. Rồi lát nữa tới cái hình ảnh thì mình sẽ chỉ cụ thể hơn. Thì đối với tuần hoàn trước này thì bao gồm chủ yếu là động mạch cảnh. Thì đây là có động mạch cảnh trung phải. Động mạch cảnh cảnh trung phải nó xuất phát từ đâu ạ?
Các bạn biết biết thì các bạn cứ comment vào trong cái tin nhắn của lớp đi. Động mạch cảnh chúng phải thì xuất phát từ đâu ạ? Mình nói trong trường hợp bình thường thôi, chứ mình không nói trong trường hợp biến thể giải phẫu nhé. Bình thường nó sẽ xuất phát từ đâu ạ? Đúng rồi, động mạch cảnh tại đâu? Thì động mạch cảnh chúng phải thì nó sẽ xuất phát từ thân cảnh tại đâu? Và đương nhiên thân cảnh tại đâu này cũng là bên phải. Đúng không ạ? Từ thân cảnh tại đâu? Rồi, còn động mạch cảnh chúng trái thì nó sẽ xuất phát từ đâu ạ? Động mạch cảnh chúng trái thì nó xuất phát từ đâu ạ? Rồi, đúng rồi, cung động mạch chủ. Đúng không ạ? Nó sẽ xuất phát trực tiếp từ cung động mạch chủ. Thì đấy là những trường hợp bình thường thôi, còn khi mà có những cái biến thể thì cái vị trí xuất phát nó có thể thay đổi một chút. Thì nhắc lại này, tuần hoàn trước thì nó bao gồm các cái động mạch cảnh. Động mạch cảnh chúng phải thì nó xuất phát từ thân tay đầu. Động mạch cảnh chúng phải thì nó xuất phát từ thân tay đầu, trong khi động mạch cảnh chúng trái thì nó xuất phát trực tiếp từ cung động mạch chủ. Đấy cả. Từ cung động mạch chủ. Rồi các cái động mạch cảnh chúng phải và cảnh chúng trái này thì nó hướng lên trên và đi ra phía sau của cái khớp ức đòn. Thế nào? Các bạn thấy cái khớp ức đòn của các bạn có sơ được không ạ? Khớp ức đòn của các bạn đối với những cái bạn nào gầy á thì các bạn sơ được khớp ức đòn đúng không? Thì động mạch cảnh chúng phải và động mạch cảnh chúng trái nó sẽ đi, sẽ đi lên trên và nó ở phía sau ngay cái khớp ức đòn đó. Được chưa? Và sau đó nó sẽ đi qua hướng bên của tuyến giáp, đi qua một bên của tuyến giáp. Thế nào? Rồi tại mức ở cái bơ trên của tuyến giáp, tại mức bơ trên của tuyến giáp. Đây, tại mức bơ trên của sụn giáp, xin lỗi. Tại mức bơ trên của sụn giáp thì nó bắt đầu chia thành đó là động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài. External là ngoài, internal là trong. Được chưa? Tại mức bơ trên của sụn giáp thì nó sẽ chia thành động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài. Thì đấy có một cái lưu ý này. Có lưu ý ở động mạch cảnh á, thì nó sẽ đi sát ở cái phần bên của tuyến giáp. Động mạch cảnh trống á, cả hai bên á, thì nó sẽ đi ở phía sau của cái khớp ức đòn và đi qua ở hướng hai bên của tuyến giáp. Cho nên trong trường hợp mà bác sĩ người ta sinh thiết giáp thì các bạn học trong siêu âm hái có thể các bạn học về hoặc là các bạn được nhắc tới cái việc đó là sinh thiết các cái khối khối u giáp. Được chưa? Thì khi mà sinh thiết giáp mà sinh thiết không đúng vị trí thì có thể chọc vào động mạch cảnh. Thì rất là nguy hiểm. Bởi vì cái động mạch cảnh nó đi sát vào cái thanh bến của hai bến á, cho nên là khi mà những cái tổn thương ở thùy bến của giáp á, tuyến giáp thì có hai thùy đúng không ạ? Thì khi mà nó tổn thương ở hai cái thùy bến của giáp á, thì cái việc chọc sinh thiết nó rất là khó và nó cái nguy cơ tai biến nó rất là cao. Bởi vì theo cái giải phẫu thì hai cái động mạch cảnh thì nó rất là to đúng không ạ? Nó nằm sát ở hai bến hai cái bơ bến của tuyến giáp như vậy. Cho nên là cái trong cái trường hợp mà sinh thiết các cái khối u ở tuyến giáp thì nó có cái khả năng tai biến có thể xảy ra rất là cao. Rồi, mình vừa nói xong. Vậy thì ở ngang cái mức nào thì động mạch cảnh chúng nó chia thành động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài ạ? Các bạn gọi vào tin nhắn nhanh lên, thì gọi các bạn còn nhớ không? Rồi, ở ngang mức C4 hoặc là ở ngang mức bơ trên của sụn giáp thì khi đó động mạch cảnh chúng nó sẽ chia thành động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài. Thì cái này là cũng trong trường hợp giải phẫu thường quy, được chưa ạ? Thì nó sẽ chia vào đúng cái vị trí ở ngang cái mức C4 hoặc là ngang cái bơ trên sụn giáp. Tuy nhiên là có những cái biến thể có thể nó chia sớm hơn hoặc là chia muộn hơn, thì cái đó các bạn học ở phần giải phẫu rồi. Rồi, tiếp theo là động mạch cảnh trong. Động mạch cảnh trong này thì nó đi vào sọ thông qua một cái xoáng cảnh, tức nó chui vào cái lỗ cảnh ấy, và nó sẽ chia thành các cái đoạn C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ấy. Nó thì ngoằn ngoèo ở trong xương đá và trong cái đi đi qua cái lỗ cảnh. Đấy chưa? Và sau đó nó sẽ chia
Sau khi nó đi qua cái lỗ cảnh này á, thì nó sẽ chia thành động mạch não giữa và động mạch não trước. Anterior là trước, middle là giữa. Được chưa? Nó sẽ chia thành động mạch não giữa và động mạch não trước. Thế như vậy đó là cái tuần hoàn trước. Tuần hoàn trước nó bao gồm các động mạch cảnh. Động mạch cảnh thì nó một bên nó xuất phát từ thân tay đầu, một bên nó xuất phát từ cung động mạch chủ, tới ngang mức bơ trên sụn giáp, nó chia thành động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài. Được chưa? Sau đó động mạch cảnh trong thì nó sẽ chui vào sọ qua cái huyết cảnh, qua cái xoáng cảnh. Được chưa? Và được chia thành động mạch não trước và động mạch não giữa. Thì đó là xong cái tuần hoàn não trước. Sau đó chúng ta sẽ qua cái tuần hoàn não sau này, tuần hoàn sau này. Thì như mình nói lúc đầu rồi, tuần hoàn não sau nó là cái hệ thống động mạch đốt sống và động mạch nền. Rồi tiếp tục là động mạch đốt sống thì nó sẽ xuất phát từ đâu ạ? Các bạn gọi, các bạn nhắn tin vào trong cái khung chat đi. Động mạch đốt sống thì nó sẽ xuất phát từ đâu ạ? Động mạch đốt sống thì nó sẽ xuất phát từ đâu ạ? Đúng rồi, rất là nhiều bạn trả lời đúng đúng ạ. Thì mỗi động mạch đốt sống nó đều xuất phát từ cái phần phần đầu tiên hay là cái đoạn đầu của động mạch dưới đòn. Đoạn đầu của động mạch dưới đòn. Tuy nhiên có một số trường hợp mình sẽ thấy là động mạch đốt sống ở bên phải nó cũng xuất phát từ thân tay đầu luôn. Được chưa? Hoặc là động mạch bên trái thì nó có thể là xuất phát từ cung động mạch chủ luôn. Thì đó là những cái trường hợp biến thể. Thế nào? Thì những cái biến thể đó thì rất là dễ nhìn thôi. Bởi vì các bạn thấy cái vị trí xuất phát của nó và cái hướng đi của nó ra sao thì các bạn sẽ đoán được là cái đó là động mạch đốt sống và nó xuất phát từ vị trí nào. Tuy nhiên phần lớn thì các cái động mạch đốt sống nó sẽ xuất phát từ cái động mạch dưới đòn. Thì từ động mạch dưới đòn thì nó sẽ đi lên. Được chưa? Nó xuất phát từ động mạch dưới đòn, nó sẽ đi lên. Nó đi lên ở tại cổ á. Thì nó sẽ đi vào trong cái gì nè? Động mạch dưới đòn thì nó sẽ chui vào cái chỉ ở ngang mức C6 ạ. Nó sẽ từ động mạch dưới đòn nó đi lên ngang mức C6 thì nó chui vào cái gì ạ? Các bạn comment nhanh ạ. Nó chui vào cái gì ạ? Đúng rồi, nó chui vào cái lỗ ngang của C6. Cái lỗ nhá, chứ không phải là cái mỏm hoặc là ống sống cũng không phải, mà nó sẽ chui vào cái lỗ ngang của C6. Rồi chui vào lỗ ngang của C6, C5, C4, C3 và C2. Được chưa? Tới C2 thì nó sẽ đi vào nội sọ thông qua cái lỗ chậm. Nó bắt đầu đi vào sọ thông qua cái lỗ chậm. Được chưa? Thì tại ở ngang cái mức lỗ chậm ở trở lên á, thì cả hai cái động mạch đốt sống này nó sẽ nhập lại một. Động mạch đốt sống bên phải và động mạch đốt sống bên trái nó sẽ nhập lại một và đổi tên thành động mạch nền. Đổi tên thành động mạch nền. Được chưa? Rồi từ động mạch nền đó thì nó sẽ kết thúc bằng cách đó nó là chia các cái nhánh đó là thành động mạch não sau ở cả hai bên. Được chưa? Nó sẽ chia thành động mạch não sau và như vậy nó sẽ hình thành cái tuần hoàn não sau. Từ cái động mạch đốt sống nhập lại thành động mạch nền và chia ra thành các nhánh của động mạch não sau. Được chưa? Thì ở đây có một cái lưu ý đó là trong hầu hết các cái trường hợp mà CTA mạch máu cảnh nào mà mình đã thực hiện và mình đã xem á, thì thường thường các bạn thấy đó là cái động mạch đốt sống ở đây này, động mạch đốt sống hai bên đây này. Được chưa? Thì động mạch đốt sống hai bên này có kích thước nó không bằng nhau. Yeah, bình thường thì đáng lẽ kích thước nó phải bằng nhau như thế này, nhưng có rất nhiều trường hợp gọi là thiểu sản động mạch đốt sống, cho nên có các bạn thấy là một động mạch thì rất là to và một động mạch thì rất là nhỏ. Thì đó là những cái trường hợp thiểu sản đốt sống, thì những trường hợp đó cũng là bình thường thôi chứ không phải là bất thường. Thì nhiều khi mà bạn tái tạo lên các bạn thấy động mạch đốt sống một bên rất là rõ, nhưng mà một bên thì nó rất là mảnh và nó rất là nhỏ.
Đó là trường những cái trường hợp mà thiểu sản đốt sống. Thì đấy là cái giải phẫu này, từ cái đó thì mình sẽ đưa ra cái phần giải phẫu như thế này cho các bạn nhìn. Như vậy là quá trình trình bày lý thuyết thì các bạn đã nhớ chưa ạ? Thì đấy mình chỉ lại một lần nữa cho các bạn thấy trực quan hơn. Thì các bạn thấy đấy là cũng động mạch chủ này, động mạch chủ chưa? Còn ở đây các bạn thấy các cái nhánh nó xuất phát lên này. Dạ, nó xuất phát lên từ cung động mạch chủ này. Thì cái nhánh đầu tiên này là nhánh D này là gì ạ? Thân cảnh tay đâu ạ? Thắng cảnh tay đâu? Thân cảnh tay đâu phải thế ạ? Rồi cái nhánh đầu tiên đấy là cái thân cảnh tay đầu đúng không ạ? Thân cảnh tay đầu thì bắt đầu nó sẽ chia thành là động mạch dưới đòn phải và động mạch cảnh trung phải. Dạ, động mạch cảnh trung phải. Rồi cái nhánh tiếp theo xuất phát từ cung động mạch chủ đấy là gì ạ? Nhánh tiếp theo xuất phát từ cung động mạch chủ là nhánh gì đấy? Đúng rồi, động mạch cảnh trung trái. Dạ. Và nhánh thứ ba xuất phát từ cung động mạch chủ là nhánh gì ạ? Nhánh C đây là nhánh gì ạ? Động mạch dưới đòn trái ạ. Rồi đúng rồi, động mạch dưới đòn trái. Thì khi mà mình hỏi thì các bạn cố gắng gõ vào trong cái khung chat nhé, để mình theo dõi là các cái câu hỏi trả lời đúng của các bạn nhé. Các câu trả lời đúng của các bạn. Rồi, như vậy là tại cái vị trí cung động mạch chủ thì sẽ chia thành ba nhánh theo thứ tự 1, 2, 3, đó là động là thân tay đầu, động mạch cảnh trung trái và động mạch dưới đòn trái. Được chưa? Thì như vậy hai cái động mạch dưới đòn này chúng ta không quan tâm nữa, nó sẽ bắt đầu đi ra và nó nối cái phần chi trên. Dạ. Rồi, động mạch. Giờ chúng ta quan tâm tới cái nhánh xuất phát từ thân tay đầu đó là động mạch cảnh trung phải. Thì nó lên tới ngang mức nào thì nó chia thành động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài ạ. Một lần nữa các bạn gõ vào trong tin nhắn đi để mà nhớ bài luôn. Rồi ngang mức C4 hay là bờ trên sụn giáp thì nó sẽ chia thành động mạch cảnh ngoài và động mạch cảnh trong. Đây, lên đến tới đây này thì nó sẽ chia thành động mạch cảnh ngoài và động mạch cảnh trong này, động mạch cảnh ngoài ngoặt ra ngoài, động mạch cảnh trong nó tiếp tục nó chui vào trong trong nội sọ. Được chưa? Thì đây là ngang mức C4 này, hay là ngang mức sụn giáp này, ngang mức bờ trên sụn giáp này. Thì ở tương tự như vậy là động mạch cảnh trung trái thì lên tới đấy nó cũng chia thành động mạch cảnh trong và động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài. Được chưa? Thì các bạn thấy là cái động mạch nào nó đi vào trong nội sọ động mạch cảnh trong, còn động mạch nào mà nó ở ngoài nó đông hơn thì là động mạch cảnh ngoài. Rồi các bạn thấy hai cái nhánh này nó rất là mảnh, thì trên cái hướng nhìn này thì chúng ta không thấy được cái vị trí xuất phát của nó. Tuy nhiên các bạn có thể đoán được đây là động mạch đốt sống. Đây, động mạch đốt sống bên phải và động mạch đốt sống bên trái. Thì động mạch đốt sống bên phải và động mạch đốt sống bên trái thì nó đều xuất phát từ động mạch dưới đòn. Đây, động mạch dưới đòn đây. Động mạch dưới đòn đây. Tại góc này thì nó hơi khuất cái góc nhìn, đúng không ạ? Thì nhưng mà nó đều xuất phát từ động mạch dưới đòn, ví dụ như cái hình ảnh này này. Thì các bạn thấy là động mạch đốt sống này nó xuất phát từ động mạch dưới đòn phải này. Động mạch đốt sống trái này nó xuất phát từ động mạch dưới đòn trái này. Được chưa? Thì nó bắt đầu đi lên và nó chui vào cái lỗ ngang của C6, rồi C5, C4, C3, rồi C2 thì nó ra ngoài. Nó ra ngoài và nó chui vào nội sọ qua cái lỗ chậm hay là cái khuyết chậm. Rồi khi mà chui vào lỗ chậm thì hai cái nhánh của động mạch dưới đòn xin lỗi, hai nhánh của động mạch nào? Xin lỗi, động mạch đốt sống bên phải và động mạch đốt sống bên trái nó nhập lại thành động mạch nền. Đây, đây là cái đoạn động mạch nền. Thế là tại động mạch nền. Thì tại động mạch nền này thì bắt đầu nó kết thúc bằng cách đó, nó chia nhánh thành động mạch thông sáu phải và động mạch thông sáu trái, và nó đảm nhận cái việc đó là cung cấp máu cho phần 1 phần 3 não sau. Thì đó là tổng quan về giải phẫu của các cái động mạch hướng não. Rồi tới tiếp theo đó là cái phần đa giác Willis. Này, đa giác Willis theo cái hướng nhìn từ trên xuống dưới, đúng không ạ? Thì các bạn thấy hai cái động mạch đốt sống này, động mạch đốt sống nó nhập lại thành động mạch nền này. Động mạch nền thì nó sẽ cho ra là hai nhánh gì ạ? Động mạch thông sáu. À xin lỗi, động mạch não sáu.
Thì giữa động mạch nào giữa đây, động mạch nào giữa đây, cha sáu có một cái nhánh thì được gọi là động mạch thông sau, và ở đây là động mạch não não trước. Thì sẽ có một cái động mạch thông trước ở đây, thì đây là cái phần đá giác quy lít. Cái phần đá giác quy lít thì các bạn học rất là nhiều rồi. Rồi một cái hướng nhìn khác để các bạn thấy rõ được cái phần đá giác quy lít hơn, nhưng mà cái hình ảnh này tái tạo nó hơi dở đây. Nếu các bạn thấy trong trường hợp này là cái thuốc cản quang nó chứa không không đầy này, cho nên là hình ảnh rất lém nhém này. Tuy nhiên cái giải phẫu của nó nhìn cũng khá là rõ. Thì đây là hai cái động mạch đốt sống. Thế là sau khi đi qua lỗ chậm, nó bắt đầu nhập lại, nó tạo thành động mạch nền. Động mạch nền thì nó kết thúc bằng cách phân nhánh thành động mạch não sau. Động mạch não sau. Còn trên này động mạch cảnh chúng, động mạch cảnh trong thì nó cho ra động mạch não trước và động mạch não sau, và bên cạnh đó thì có các cái động mạch nó thông trước, xin lỗi, động mạch não giữa và động mạch não trước, và cho các động mạch thông này. Thì ở cái nhánh của động mạch thông trước thì có thể các chia thành những cái đoạn A1, A2, động mạch não giữa chia thành M1, M2, M3. Thì cái việc chia nhánh này này nó có giá trị trong trong can thiệp mạch và trong việc chẩn đoán các cái bệnh nhân đột quỵ ấy. Thì giả sử như là trong một số trường hợp đột quỵ mà người ta thấy là có huyết khối trong long mạch của đoạn động mạch não giữa M2, thì người ta sẽ phân phân đồ theo điểm aspect là nó khác, mà thấy là có cục huyết khối ở động mạch não giữa đoạn M1 á, thì phân biệt aspect theo thang điểm aspect ở trong cái bệnh lý đột quỵ là nó khác. Cho nên là nắm rõ các cái phân giải phẫu theo các chia theo phân đoạn này nó cũng quan trọng trong những cái trường hợp mà chúng ta cần phải phân độ tổn thương của bệnh nhân. Thì cái việc phân độ này là cái việc của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Nhưng mà khi mà chúng ta in phim, mà giả sử như có cái cục huyết khối ở đoạn M2, thậm chí là những đoạn xa hơn mà chúng ta không 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 thấy được để mà bộc lộ phim, để mà in phim, thì khi đó là cái phim của các bạn in ra nó không giá trị nữa. Mà thường thường là các bạn in được ngang mức M1 hai bên thôi, bởi vì M1, cái đoạn M1 của động mạch não giữa nó to và nó rõ, nó đối xứng hai bên rất là dễ nhìn. Nhưng mà có đoạn M2, M3 thì nó kích thước khẩu kính nó giảm dần, cho nên là khó, nó khó nhìn hơn. Đây là thang điểm aspect trong trong đối với những bệnh nhân đột quỵ này. Đây là động mạch não giữa đúng không ạ? Động mạch não giữa các nhánh này M1 này, M2 này và M3 này. Rồi rồi động mạch não trước này A1, A2, A3 này. Thì những cái cục huyết khối nó nằm ở những cái vị trí khác nhau, hoặc là những cái đoạn mạch máu theo giải phẫu khác nhau á, thì người ta sẽ phân độ theo các điểm aspect khác nhau, có thể là cách 1, 2 hoặc 3. Thì cái này là chắc là thầy Quỳnh đã dạy cho các bạn rồi đúng không ạ? Tương ứng với các cái vị trí mạch máu thì những cái nhu mô nào nó được cấp máu thì nó riêng. Ví dụ như cái đoạn này thì nó được cấp máu bởi cái nhánh M1 của động mạch não giữa, M2 rồi M3. Thì nếu mà có cái tổn thương nó giảm tỷ trọng ở những cái vùng vị trí này thì người ta nghi ngờ tổn thương ở cái nhánh M1 chẳng hạn. Thì khi đó thì người ta sẽ phân độ theo cái thang điểm aspect nó khác. Thế cứ một vị trí tổn thương là trừ đi một điểm của thang điểm aspect thôi. Thì thang điểm nó càng nhỏ thì tiên lượng bệnh nhân nó càng nặng nặng nề. Rồi đó là mình nhắc qua cái phần giải phẫu cho các bạn, và mình cũng đã qua một tí trong cái việc phân độ tổn thương đối với những bệnh nhân đột quỵ. Thì cái đó là cái phần kiến thức tăng thêm, tức là các bạn tự tìm hiểu. Các bạn tìm hiểu thì cái việc thực hiện kỹ thuật, quá trình in phim, nhận định hình ảnh thì nó sẽ thuận lợi hơn. Còn khi mà các bạn không không tìm hiểu thêm những cái vấn đề đó thì các bạn chỉ ngáng mức đó là các bạn in ra một cái tờ phim nó đầy đủ cấu hình là 64 hay là 46 thôi. Còn khi mà các bạn biết được những cái vị trí tổn thương hoặc là nghi ngờ tổn thương thì các bạn in ra cái phim nó sẽ có giá trị và chất lượng hơn. Tiếp theo là phần kỹ thuật này, nhắc qua phần kỹ thuật một chút.
Thì kỹ thuật này nó tổng quát thôi, đấy, chứ người ta không đi sâu vào. Thứ nhất là tư thế bệnh nhân thì chắc chắn là cho bệnh nhân nằm ngửa rồi, đầu đặt vào vào cái giá đỡ sọ, đúng không ạ? Hai tay thì duỗi theo thân mình, thì đó là tư thế. Cái hình scalp view hay là hình đỉnh vị thì các bạn quét từ cái phần cán ức lên tới đỉnh sọ, từ cán ức lên tới đỉnh sọ, và các bạn quét theo hướng nghiêng, theo hướng nghiêng. Bởi vì khi theo hướng nghiêng thì các bạn sẽ nhìn thấy cái cán ức nó rõ hơn và sẽ đặt đỉnh vị nó rõ hơn, dễ đặt hơn. Yeah. Rồi cái độ dài trường quét thì như mình nói lúc đầu rồi, trong CTA động, trong CTA động mạch nào thì phải bao gồm động mạch cảnh, cho nên cái trường quét nó phải bao gồm từ cung động mạch chủ cho tới vòm sọ, cho tới cái vòm sọ để bao gồm toàn bộ cái động mạch nội sọ, mạch máu nội sọ. Hướng quét đó là trường cắt về hướng quét. Về hướng quét thì thường thường là chúng ta sẽ cắt theo hướng caudo cranio, tức là hướng chấn đầu. Bởi vì các bạn học về cái nguyên lý trong cắt lớp vi tính mạch máu là chúng ta phải đuổi theo dòng chảy của mạch máu, đúng nhá, mà chúng ta chụp động mạch tức là mạch máu nó sẽ chạy ngược từ dưới lên trên thì chúng ta phải đuổi theo nó, cho nên chúng ta phải chụp theo hướng từ chân chân lên đầu nhá. Đây là đó, chúng ta đuổi theo cái dòng chảy của cột thuốc cản quang nhá. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể thực hiện theo hướng ngược lại, tức là cắt từ trên đầu xuống, cắt từ trên đầu xuống, cắt từ trên đỉnh đầu xuống cho tới tới hết cái nền sọ, hoặc là tới hết cái cung động mạch chủ. Thì cái mục đích đó là chúng ta thực hiện cái hướng cắt ngược lại này này, tức là đầu chấn này này, đối với những cái trường hợp mà máy quét chậm, ví dụ như máy 16 lát cắt hoặc máy 8 lát cắt mà cần phải chụp chụp mạch máu nào hoặc mạch máu cảnh nào, thì chúng ta nên cắt từ đầu chấn để mà giảm thiểu cái hiện tượng gì ạ? Giảm thiểu hiện tượng gì ạ? Đầu giờ mình còn nói rồi, bạn nào nhớ thì các bạn nhắn tin vào để giảm thiểu cái gì ạ? Đúng rồi, các bạn có thể hiện tượng gọi là hiện tượng nhiễm bẩn tĩnh mạch hay là thuốc qua tĩnh mạch. Yeah. Bởi vì các bạn tưởng tượng là khi mà thuốc tới tại vị trí quai động mạch chủ rồi các bạn cắt ngược lên, thì thời gian cắt từ quai động mạch chủ lên á, nó cũng phải mất 8 giây. Thì trong vòng 8 giây đó nó có thuốc cản quang nó có thể bị qua cái hệ tĩnh mạch. Đấy nhân ạ. Mà khi qua tĩnh mạch á, thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái thuốc nó nằm trong động mạch, nhưng mà cái quá trình mà các bạn thể hiện phim, các bạn tái tạo ra hình ảnh á, thì nó sẽ bị chồng lấn hình, nó bị chồng hình, cho nên là khi đó hình ảnh nó rất là xấu và rất là khó khó chịu. Được chưa? Cho nên các bạn để mà giảm thiểu cái hiện tượng thuốc qua tĩnh mạch đối với những cái máy hạn chế về dãy đầu dò, hay là những máy nó có tốc độ quét chậm, thì khi đó các bạn có thể thay đổi kỹ thuật một chút, đó là các bạn cắt từ đầu tới chân. Được chưa? Theo hướng đầu chân. Rồi thuốc, về tiêm thuốc cản quang thì tiêm thuốc cản quang hay chắc chắn đối với một ca CTA thì các bạn phải tiêm thuốc bằng bằng cái là máy bơm thuốc tự động, chứ các bạn bơm tay thì thực tế là vẫn được, nhưng mà theo lý thuyết thì không khuyến cáo không bơm tay, mà chúng ta nên bơm bằng máy bơm thuốc cản quang tự động, hai nòng, một nòng thuốc và một nòng là bơm nước muối sinh lý. Và chúng ta đặt cái vị trí roi ở đâu ạ? Đặt vị trí roi ở đâu ạ? Đặt vị trí roi để mà kiểm tra thời gian thuốc tới động mạch thì chúng ta đặt ở đâu ạ? Rồi, các bạn trả lời đó là động mạch cảnh chung hay động mạch cảnh trong, thì những câu trả lời đó là đều là đúng chứ không phải là sai. Tuy nhiên theo lý thuyết nếu mà chúng ta chỉ định chụp là cắt lớp vi tính động mạch cảnh nào thì chúng ta phải đặt roi tại vị trí đó là cung động mạch chủ hoặc là động mạch chủ lên. Theo lý thuyết thì chúng ta phải đặt ở vị trí động mạch chủ lên trong trường hợp chụp cắt lớp vi tính động mạch cảnh nào. Còn tùy thuộc vào máy quét của các bạn có là máy quét chậm hay máy quét nhanh, hoặc là cái trường cắt của các bạn có nhất thiết phải xuống tận cái cung động mạch chủ hay không, thì các bạn có thể đặt roi vào động mạch cảnh chung hoặc động mạch cảnh trong. Được chưa? Thì cái đó là những cái biến thể, đó là gọi là những cái kiến thức thực hành đấy. Còn kiến thức lý thuyết thì các bạn phải đặt roi ở tại động mạch chủ lên hoặc là cung động mạch chủ.
Tuy nhiên cung động mạch chủ là một cái đoạn nó ngang và nó khi mà cắt ASEAN nó sẽ có dạng hình elip, cho nên là để mà thuốc cản quang nó đổ đầy cái phần cung cung động mạch chủ thì nó cũng sẽ tốn thời gian. Cho nên mà để mà tiết kiệm thời gian hoặc là đảm bảo thời gian thì các bạn nên đặt cái roi tại cái vị trí đó là cung lên động mạch chủ descending này. Rồi cái ngưỡng của chúng ta đặt là khoảng 100 đơn vị Hauss field đấy chứ nè, hoặc là có một số kỹ thuật viên mà người ta kinh nghiệm á, thì người ta có thể là để giảm cái hiện tượng mà nó quá thuốc quá tĩnh mạch nhiều á, thì người ta có thể set cái ngưỡng ngay xuống con 80 thôi, tức là giả sử cái 80 thuốc nó tới tại vị trí cung lên động mạch chủ rồi đấy chứ nè, thì khi đó máy nó sẽ tự động chụp. Nhưng mà trước khi tự động chụp thì máy nó phải di chuyển ban một chút, là cái thời gian di chuyển ban tối thiểu nó cũng mất 4 đến 6 giây. Thì cái khoảng 4 đến 6 giây đó thì thuốc nó có thể là lên tới là 100 đơn vị hao phí hoặc là 200 đơn vị hao phí tại vị trí roi. Cho nên chúng ta sẽ tiết kiệm 4 giây đó bằng cách đó là giảm cái ngưỡng này từ 100 xuống 80. Thì cái đó là kinh nghiệm. Còn lý thuyết thì người ta vẫn đang đặt là 100 đơn vị hao phí. Về thể tích tiến thuốc là 50 cho tới 70 ml thuốc cản quang iốt tán trong nước. Và tiêm đuổi nước muối sinh lý là 100 ml nước muối sinh lý với tốc độ là 4 tới 5 ml trên giây. Tuy nhiên nước muối sinh lý thì cũng không cần phải bơm quá nhiều như thế này. Bơm khoảng 50 là cũng được rồi. Tuy nhiên là đấy chúng ta theo tham khảo theo cái trang web này thì người ta sẽ tiêm là khoảng 100 ml nước muối sinh lý. Thì mình nhắc lại cái này cho các bạn rõ một chút này, tức là cái vị trí đặt roi á thì nó sẽ tùy thuộc vào lâm sàng hoặc là kinh nghiệm của người làm. Đấy nhá. Nhưng mà theo lý thuyết chụp cắt lớp vi tính động mạch cảnh nào thì phải nó bao gồm cả động mạch cảnh và động mạch nào. Và theo lý thuyết thì chúng ta phải chụp theo cái hướng đó là chúng ta đuổi theo cái dòng của thuốc cản quang nó đi theo hướng nào thì chúng ta phải chụp đuổi theo cái hướng đó. Thì chúng ta phải chụp từ dưới lên trên. Cho nên là muốn xác định đúng thời gian thì chúng ta phải xác định được cái vị trí của lát cắt đầu tiên ở ngang cái mức cung động mạch chủ hay là động mạch chủ lên hay động mạch chủ xuống gì đó. Thì tại cái vị trí đó thì chúng ta phải đặt roi, đó là theo lý thuyết là đặt roi tại cái vị trí lát cắt đầu tiên. Còn khi mà lâm sàng, khi mà qua tới cái phần lâm sàng, thực hành lâm sàng thì chúng ta phải thay đổi một chút cho nó phù hợp với cái điều kiện thực tế là máy quét nhanh hay máy quét chậm. Đấy nhá. Hoặc là nhiều khi chúng ta muốn tiết kiệm cái lượng thuốc cản quang, thay vì bơm 75 chúng ta chỉ có bơm 45 hoặc 50 thôi. Thì chúng ta muốn tiết kiệm thì chúng ta cần phải đặt roi ở một cái vị trí khác, hoặc là thu thu nhỏ lại cái trường cắt, hoặc là cái scan time của chúng ta mất 12 giây thì chúng ta phải cần phải tăng lưu lượng thuốc lên, thay đổi vị trí đặt roi. Thì đó là những cái trường hợp mà cụ thể lâm sàng. Còn khi mà trình bày lý thuyết thì các bạn phải trình bày đúng cái vị trí này nhé. Hoặc là các bạn có thể khi mà trình bày lý thuyết thì các bạn đã đặt roi tại cung lên của động mạch chủ hoặc cung động mạch chủ hoặc cung xuống động mạch chủ đều được, thì đó là cái theo lý thuyết rồi. Tuy nhiên nhưng mà các bạn phải thêm một dòng nữa là tuy nhiên trong lâm sàng giả sử như là có thể tùy theo máy quét nhanh hay máy quét chậm mà có thể thay đổi vị trí đặt roi ở vị trí động mạch vị trí động mạch cảnh trong hoặc là vị trí động mạch cảnh trước khi vào song hang đó. Thì đó là những trường hợp là thực hành lâm sàng chứ không phải là theo lý thuyết. Ở dưới này là các kỹ thuật tái tạo này. Thì đối với các kỹ thuật tái tạo trong cắt lớp trong CTA ấy, thì thường thường người ta sẽ sử dụng kỹ thuật là kỹ thuật MIP và kỹ thuật tái tạo theo mặt phẳng cong và kỹ thuật VRT hay là kỹ thuật tái tạo theo thể tích. Kỹ thuật tái tạo theo thể tích thì cho các bạn thấy một cái tổng quan giải phẫu của nó, thấy được cái vị trí xuất phát, vị trí kết thúc của các nhánh mạch máu. Tái tạo theo mặt phẳng cong thì sau khi thấy được vị trí xuất phát, vị trí kết thúc của các nhánh mạch máu thì người ta sẽ xác định được trung điểm của các cái nhánh mạch máu đó và sẽ vẽ ra các cái nhánh mạch máu đó theo cái mặt phẳng cong hoặc là theo cái đường đi của mạch máu để xem coi trong lòng mạch máu nó có gì, nó có xơ vữa, có cục huyết khối hoặc có hẹp tắc hay là không. Thì đó là cái kỹ thuật stress vessel, tức là kéo dài cái mạch máu đó ra để mà xác định khẩu kính của mạch máu. Rồi kỹ thuật MIP thì kỹ thuật MIP này là cũng nhằm mục đích đó là xem tổng tổng quan giải phẫu của mạch máu. Tuy nhiên kỹ thuật MIP này thì cái nhược điểm của nó là chồng hình,
trong hình, và khi mà có vôi hóa hoặc là có xương mà xóa không hết á, thì cái kỹ thuật MIP này có thể là che lấp hoặc nó khó để khảo sát lòng mạch máu hơn so với kỹ thuật cuff hay là kỹ thuật CPR. Thì cái ưu điểm và nhược điểm của CTA thì các bạn được nghe được nói rất là nhiều rồi. Khi mà so sánh với DSA hoặc là so sánh với MRA thì nó có ưu điểm nhược điểm như thế nào, thì các bạn tự các bạn sẽ cố gắng phải từ để mà nhắc lại nhé. Tức là về những vấn đề nhiễm xạ này, rồi về vấn đề chống chỉ định và chỉ định này, rồi về vấn đề thời gian này. Nhá, thì đó là những cái mà chúng ta khi mà chúng ta phân tích ưu và nhược điểm của kỹ thuật cắt lớp vi tính mạch máu, kỹ thuật cộng hưởng từ mạch máu và kỹ thuật can thiệp mạch máu. Yeah, thì sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm, thì các bạn cố gắng phân tích lại, hoặc là các bạn có thể vào trang web này các bạn đọc đọc lại. Giờ mình không nhắc lại nữa. Giờ mình sẽ qua cái ca bệnh thực tế. Rồi trước khi vào ca bệnh thực tế thì bạn nào có câu hỏi gì không về cái phần kỹ thuật không? Về cái phần kỹ thuật hoặc là lý thuyết kỹ thuật mình nhắc lại cho các bạn thấy thôi. Rồi bạn Trinh hỏi gì ạ? Dạ, thầy cho em hỏi là nếu mà cắt hai cái kỹ thuật mà với hai hướng cắt khác nhau, thì nếu mà mình đặt cùng vị trí rồi thì có phải thay đổi cái ngược kích hoạt Hawk View không thầy? À, tức là bạn bạn muốn đặt rối tại vị trí cung động mạch chủ, nhưng mà bạn muốn lại muốn cắt hướng cắt lại cắt từ trên xuống đúng không ạ? Dạ, với hai cách cắt khác nhau thì phải có phải thay đổi cái ngược không ạ? Theo kinh nghiệm là chúng ta phải thay đổi, bởi vì hai cái cắt khác nhau, ví dụ cắt từ dưới lên thì các bạn có thể đặt tại cái ngưỡng là 80 đi, nhưng mà khi mà cắt từ trên xuống thì khi đó mục đích cắt từ trên xuống là để tránh cái chiêu qua tĩnh mạch thôi nè. Thì nếu mà hai cái hướng này á, như câu hỏi của bạn Trinh, hai cái hướng này mà mình xét cùng một cái ngưỡng hao phiếu thì vẫn được, bởi vì khi mà cắt từ dưới lên á, thì để mà giảm thiểu cái việc mà thuốc qua tĩnh mạch thì mình có thể là giảm cái ngưỡng hao phiếu đi. Giả sử như thay vì 100 mình để 80, thì sau đó cái thời gian chuyển ban hoặc là thời gian quét á, thì nó có thể dần 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 nó lên là 100 hoặc là đạt đến tới đến 100, thì khi đó nó quét lên cái phần vòm sỏ là vừa. Còn hướng ngược lại, các bạn cắt từ trên xuống á, thì khi mà cắt từ trên xuống thì các bạn vẫn giữ nguyên cái mức set coi là một set set rối là 100 đơn vị hao phiu, thì khi mà quét trên xuống á, thì nó đã quét qua cái phần 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 những cái phần phần ria đây, cái phần tĩnh mạch nào hoặc là cái phần phần xoáng tĩnh mạch rồi, thì các bạn quét qua những cái phần lớn rồi, cho nên là khi nào thuốc nó vừa đổ đầy qua các cái hệ động mạch nội sọ, thì khi đó là chúng ta sẽ giảm thiểu được cái hiện tượng thuốc qua tĩnh mạch được rồi, cho nên là chúng ta không cần phải giảm cái ngưỡng cắt trong cái trường hợp này nữa. Tức là cắt ngược từ dưới lên á, nếu mà bạn bạn sợ thuốc qua tĩnh mạch á, thì bạn có thể nên giảm cái ngưỡng ngưỡng xét một chút, từ 100 xuống 80 chẳng hạn. Còn cắt từ trên xuống á, thì bạn để 100 vẫn được nhé. Còn nếu mà không á, bạn để 100 vẫn được, bởi vì khi mà máy đã quét chậm rồi á, thì cái việc thuốc qua tĩnh mạch là mình phải chấp nhận nha. Mình phải chấp nhận, hoặc là mình có thể là tăng cái pitch lên, tăng cái pitch lên để mà thời gian nó quét nhanh hơn một tí, để mà giảm thiểu cái hiện tượng thuốc qua tĩnh mạch thôi. Nhưng mà khi mà tăng pitch lên á, thì hình ảnh tái tạo có thể là không đẹp, tuy nhiên cái độ tương phản trong lòng mạch á, nó vẫn đảm bảo yêu cầu là được. Em cảm ơn thầy ạ. Rồi, bạn nào có câu hỏi gì khác không ạ? Rồi, bạn Thánh ạ. Anh cho em hỏi là khi mà thi có thuốc là mình nên chụp theo kiểu test bó lớt hay bó lớt trắc kín, hay là cắn theo mắt của kỹ thuật viên đó? Rồi, thì khi mà chúng ta chụp cái CTA á, thì chúng ta có thể thực hiện cả ba cái phương pháp trên, tùy theo là cái phương pháp nào mà kỹ thuật viên thấy tự tin nhất. Đúng không? Kỹ thuật viên thấy tự tin nhất thôi. Thì có thể là cái cắn bằng mắt đó là cũng là một dạng biến thể của bó lớt trắc kính. Tức là thay vì rói vào để xem cái nồng độ hao phiếu nó thay đổi như thế nào, thì bây giờ chúng ta xem bằng mắt để xem cái tướng phản trong lòng mạch nó thay đổi như thế nào. Nhất nó là biến thể thôi, đó là biến thể của bó lớt trắc kính thôi. Còn cái test bolus thì chúng ta tiêm một cái liều lượng thuốc thử trước là 10 đến 15 ml trên giấy cộng với
cộng với 10 đến 15 ml cộng với tiêm đuổi nước muối sinh lý với cùng một tốc độ với lần tiêm thiệt. Được chưa? Thì đối với CTA mạch máu nào á, thì các bạn tiêm thử trước, sau đó các bạn tiêm thiệt thì nó không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng chẩn đoán cả. Mà bù lại là các bạn tính được cái thời gian nó chuẩn xác hơn. Thì các bạn tính được cái thời gian thuốc nó tới tĩnh mạch, tới động mạch cảnh trước khi vào xoang háng là bao nhiêu này. Sau đó khi đó các bạn chỉ cần xét cái thời gian trước khi chụp thôi. Thì khi đó là cái thời gian các bạn xác định được nó chính xác hơn. Mà ngoài ra các bạn có thể loại trừ ra được các cái nguyên nhân có thể gặp phải khi mà các bạn thực hiện test tracking. Bởi vì khi mà tracking các bạn rói vào đúng cái vị trí mạch máu mà nó bị tắc nghẽn hoặc nó có cục máu đông ở trong á, thì khi đó là cái kỹ thuật của các bạn có thể là bị trễ hoặc là bị sớm hơn so với dự kiến. Được chưa? Cho nên là nếu mà chính xác hơn thì mình nghĩ là test blood vẫn chính xác hơn so với test blood tracking, bởi vì test blood tracking có những cái nhược điểm như vậy thì nó có thể làm trễ đi hoặc là làm sớm cái quá trình chụp đi. Thì khi đó là máu khi đó là thuốc có thể là chưa kịp đổ đầy vào hệ động mạch hoặc là thuốc nó đã quá tĩnh mạch rất là nhiều. Còn khi mà thực hiện test blood thì các bạn tiêm thử rồi thì các bạn biết được cái thời gian chính xác thuốc nó tới cái vị trí mạch máu các bạn cần quan tâm rồi, thì các bạn chỉ cần xét vào để mà tiêm thiệt thôi. Thì khi đó là các bạn cái tỷ lệ thành công nó cao hơn. Còn khi mà cắn băng mắt thì đấy này, cắn băng mắt thì bắt buộc các bạn phải nắm rất vững giải phẫu. Còn nếu mà khi mà các bạn không nắm vững giải phẫu á, ví dụ có cái lát cắt ở phía trên cái vị trí của các bạn đang xem đây này, mình sẽ đưa ra cái phim không thuốc đây. Đây là vị trí ở xoang khi mà nó chui vào xoang đá đấy nhá, tình mạch động mạch cảnh nó chui vào xoang đá thì cái phía trước khi nó chui vào trong cái nồi sọ là ở đây, cái lát này, đúng không ạ? Thì khi nhìn vào cái lát này thì các bạn rất là khó xác định đâu là vị trí động mạch. Thì nếu mà giải phẫu á, học kỳ giải phẫu á, các bạn có thể nghi ngờ đấy là cái động mạch này. Đấy ạ. Tuy nhiên có rất là nhiều bạn dễ nhầm. Giả sử như có một cái mỏm trấm của bệnh nhân dài. Đây, ví dụ đây là cái mỏm trấm của bệnh nhân này. Đấy ạ. Cái mỏm trấm của bệnh nhân này. Và một bên cạnh đó là cái động mạch. Đấy ạ. Thì bây giờ nếu mà các bạn nhìn bằng mắt mà không kỹ hoặc không phân biệt được là cái mỏm trấm là do xương ở đấy á, thì khi đó các bạn chỉ có mới chụp cắt kính một lát thôi là các bạn ấn nút chụp rồi, thì như vậy là chụp quá sớm. Hoặc là khi mà động mạch nó lóe sáng lên rồi mà các bạn nắm không vững giải phẫu á, các bạn lại cứ tưởng đó là cái xương, thì khi đó các bạn chưa ấn nút chụp thì có thể xảy ra cái hiện tượng đó là các bạn chụp chậm hơn so với dự kiến. Cho nên các bạn phải nắm vững giải phẫu thì các bạn mới xác định được. Thì các bạn xem cái lát cắt này nhá, và mình đưa ra một cái thi động mạch. Đây, các bạn thấy đây là cái mỏm trấm đúng không ạ? Cái mỏm trấm này, và đây là mạch máu khi mà nó ngấm thuốc này. Thì các bạn thấy nó là chứ nè, nó tăng quáng nó rất là rõ và nó gần như là nó đồng tỉ trọng với nhau bằng mắt thường mình phân biệt, đúng không ạ? Cho nên là khi mà kiến thức các bạn không chắc về giải phẫu hoặc các bạn nhìn chưa kỹ trên cái phim không thuốc á, thì các bạn có thể là nhầm lẫn giữa hai cái mức giải phẫu này. Thì bây giờ mình đưa ra cho các bạn nhìn á, thì các bạn sẽ nghĩ là có gì đâu mà nhầm, bởi vì động mạch nó nằm trong, mỏm trấm nó nằm ngoài. Tuy nhiên mà khi thực hành á, là rất là nhiều người nhầm nhá, bởi vì những cái lát cắt này nó chỉ có cắt một lát, nó liên tục qua cái vị trí này thôi, cho nên nhiều khi bệnh nhân xịch quá một tí hoặc là bệnh nhân lắc cái đầu qua một tí là từ những cái vị trí mỏm trấm nó thay đổi quá về. Nhưng các bạn cứ nhầm tưởng là thuốc cản quáng nó đã đổ đầy trong cái lòng của động mạch rồi, nên khi đó các bạn ấn nút chụp thì cái khả năng phếu rất là cao. Cho nên là khi mà các bạn rói ngoài không khí, ví dụ các bạn đặt rói là tại cái vị trí này, các bạn đặt rói ở ngoài không khí, mình giả sử mình đặt luôn đi, đặt rói ở ngoài không khí, sau đó các bạn theo dõi thuốc nó vào trong cái lòng động mạch, thì khi mà thuốc nó lóe sáng lên các bạn ấn nút chụp. Thì tùy theo cái mức độ lóe sáng, ví dụ các bạn để mà sáng đậm như thế này này, nếu mà để cái mức mà sáng đậm như thế này này mà các bạn mới ấn nút chụp á, thì cái khả năng thuốc quá tĩnh mạch rất là cao, bởi vì nó mất bốn giấy để mà máy chuẩn bị chuyển ban, thay đổi tọa độ ban hoặc là có thể là đưa ra khẩu lệnh cho bệnh nhân. Đấy chứ?
Có thể là bệnh nhân nếu mà chụp động mạch cảnh á, thì có thể đưa ra khẩu lệnh cho bệnh nhân là bệnh nhân không được nuốt, nín thở lại. Đấy nhá. Thì như vậy là có thể là cái thời gian nó dài ra thì cái đó thuốc nó sẽ qua tĩnh mạch hết nếu mà để đầm ngắt như thế này. Cho nên là kinh nghiệm á, thì phải nó chỉ có lóe sáng một cách mơ mơ thôi, tức là nó thuốc nó bắt đầu tới thôi, thì khi đó chúng ta phải ấn nút chụp liền để cái thời gian chuyển ban như vậy thì thuốc nó vừa lên cái độ đầm độ hao phí mà chúng ta mong muốn thì mới được. Ví dụ như đây này, đây là cái lát cắt monitor này, đây là cái lát cắt đặt rối này. Thế các bạn thấy là ở cái cá này là mình đặt rối ở ngoài không khí này. Xin lỗi, để mình zoom nhỏ cho các bạn dễ thấy. Đây. Đây, trong trường hợp này các bạn thấy là mình đặt rối ở ngoài không khí này. Thấy chưa? Đây là cái hình ảnh thực tế ở trên máy mà mình lưu về. Thấy chưa? Thì trong trường hợp này là mình không sử dụng test trắc kính hay là test bó lớp, mà mình sử dụng cái rối đặt ngoài không khí. Thì cái rối đặt ngoài không khí á, thì cái đầm độ hao phí của nó là luôn luôn âm. Đúng không ạ? Luôn luôn ấm, bởi vì không khí thì nó có tỷ trọng rất là thấp, nó luôn luôn ấm, cho nên nó không bao giờ đạt ngưỡng là 80 hay 100 để mà máy tự động chụp cả. Và đồng thời để mà đảm bảo chắc chắn là thì mình tắt cái chế độ auto trigger của máy đi, tức là tắt cái chế độ tự động chụp đi, và mình theo dõi thuốc cản quang nó vào trong cái lòng động mạch. Khi nào thuốc nó lóe sáng thì mình sẽ ấn chụp. Các bạn để ý này, mình sẽ lăn chuột nhá. Đấy chưa? Các bạn thấy lát cắt đầu tiên là thuốc chưa tới đây, động mạch cảnh đây, thuốc chưa tới, nhưng mà quá lát cắt thứ hai thì nó lại sáng liền. Quá lần thứ hai nó lại sáng lên, thì quá lần thứ hai mình thấy nó lại sáng lên thì mình ấn nút chụp. Còn nhiều bạn chủ quan mà quá lát thứ ba, lát một lát hai này, được chưa? Chưa, lát một này lát hai này. Còn nhiều bạn chủ quan là thấy nó vẫn còn lơ mơ, chưa thấy rõ, hoặc là lúng túng trong việc xác định cái mốc giải phẫu á. Hoặc là nhiều khi cái hình ảnh này bởi vì các bạn để ý này, khi mà chúng ta quét các cái lát cắt thăm dò này á, thì chúng ta thường thường sử dụng với một mức KV thấp hơn so với bình thường. Ví dụ bình thường các bạn để mức KV là 100 và lát cắt thăm dò á, các bạn để mức KV là chỉ có 80 thôi. Nhưng mà đối với các cái bộ phận khác trong cơ thể thì không sao, nhưng mà đối với cái phần cỏ, phần cổ hoặc là phần nền sọ á, cấu trúc xương dày và ngoài đó thì ngoài xương ấy còn có mô men, có không khí, cho nên là nếu mà chúng ta sử dụng một cái mức KV thấp để thăm dò thì nó sẽ xảy ra các cái nhiễu ảnh, hay còn gọi là nhiễu ảnh do hiện tượng làm cứng trong tia. Thì các bạn thấy đấy là mặc dù thuốc nó chưa tới, những cái phần mô men xung quanh nó có vẻ là cũng tăng tỷ trọng hơn so với bình thường, đúng không ạ? Tăng tỷ trọng hơn so với bình thường. Thì khi mà nó mới lóe sáng ra một chút như thế này á, nếu mà bạn không tinh tế, không để ý á, thì các bạn phải đợi thêm một lát nữa. Thì khi đó là thuốc nó đã lên tới là 200 đơn vị hao phiu, hoặc là thậm chí 250 đơn vị hao phiu rồi. Thì khi đó các bạn mới ấn nút chụp á, thì khi đó chắc chắn thuốc nó sẽ qua tĩnh mạch. Được chưa? Ở cái mức này á, thì thuốc đã qua tĩnh mạch ít nhiều rồi. Huống chỉ là khi mà lòng động mạch nó tăng tương phản hơn so với mức này nữa. Thì các bạn so sánh được cái phim không thuốc này. Đây là cái phim mà chúng ta đặt các lát cắt thăm dò nhá. Còn cái phim không thuốc này. Thì mình sẽ lắng tới cùng một cái vị trí lát cắt. Là vị trí này đúng không ạ? Vị này phải không? Rồi vị trí này là tương đối này. Yeah. Thì các bạn thấy là cái lòng mạch của nó. Và ở đây thì các bạn thấy là thuốc nó đã bắt đầu vào này, nó lóe sáng lên một chút này, nó lóe sáng một chút này. Các bạn so sánh ở đấy với vị trí này, thì ở vị trí này là chưa có thuốc, còn vị trí này là thuốc nó bắt đầu vào rồi. Thì khi mà bắt đầu vào một cái á, thì các bạn phải ấn nút chụp liền. Còn các bạn mà đợi nó sáng sáng trứng lên á, thì khi đó các bạn chụp sẽ bị trễ, thuốc nó sẽ qua tĩnh mạch. Thì các bạn thấy là ở cái mức này á, thì khi mà mình rói này, thì trước tiêm thuốc, bởi vì lòng mạch nó chỉ chứa mạch máu, cho nên là cái giá trị trung bình của nó là khoảng 58 cộng trừ 5.6. Còn khi mà thuốc lên thì nó là lên được tới 87 cộng trừ 13 rồi. Vậy thì chứng tỏ là đã có thuốc rồi. Đó, nó thuốc lên. Thì đấy là cái này, cái rói này là mình rói 6 thôi. Còn khi mà đến thực tế lâm sàng là các bạn nhìn bằng mắt. Được chưa?
các bạn ra ngoài không khí, các bạn nhìn bằng mắt thuốc tới đấy thì các bạn đã mất chụp, cho nên rất nhiều sai sót có thể xảy ra. Cho nên các bạn phải thứ nhất là nắm rõ giải phẫu phải chắc chắn, và cái thứ hai là cái mắt của các bạn phải thực sự tinh tế để mà thấy được thuốc nó lên. Thì trước khi mà mình thực hiện được những cá mà mình thực hiện được đúng á, thì trước đó mình cũng thực hiện rất là nhiều cá sai, tức là mình thấy nó mới nhạt 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 như thế này ấy. Thì mình chưa ấn nút chụp, mình đợi nó lên một tí nữa thì mình mới ấn nút chụp, mà lên mà sáng sáng trưng như 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 cái thi động mạch á, thì khi đó mình chụp á, thì nó đã buồn rồi và thuốc nó đã quá tĩnh mạch rất là nhiều rồi. Rồi, như vậy là mình đã trả lời xong câu hỏi của bạn Thánh và trả lời luôn cái câu hỏi đầu giờ của bạn bạn Sính rồi. Thì hai bạn con có thắc mắc gì được không thì mình nói rõ hơn. Hai bạn con thắc mắc gì không rõ lắm ạ. Rồi bạn Trần thì Mỹ Trinh có hỏi là nếu test bolus lần tiêm đầu lượng thuốc ít đó thì có bị quá tĩnh mạch cái che lấp động mạch khảo sát lần thứ hai không ạ? Thì đương nhiên là có, đương nhiên là có thể xảy ra, nhưng các bạn thấy là cái hang cái chúng ta có tiêm đuổi nước muối sinh lý, chúng ta có tiêm đuổi nước muối sinh lý, chúng ta sẽ rửa trôi toàn bộ cái hệ thống động mạch, thuốc cản quá nó sẽ đi qua thân tĩnh mạch và bắt đầu nó phá loãng. Thì khi mà phá loãng như vậy á, với mức cái 10 đến 15 á, thì nó sẽ không ảnh hưởng tới cái chất lượng. Nó chỉ có ảnh hưởng tới cái chất lượng của khi mà chúng ta đánh giá sự ngấm thuốc của các tạng thôi. Còn khi mà chúng ta đánh giá sự ngấm thuốc của các mạch máu thì nó ok. Bởi vì khi mà mạch máu mà chụp đúng tiêu chuẩn á, thì các bạn rói vào trong lòng mạch máu ở cái thi CTA á, hoặc là thi động mạch sớm á, thì khi mà các bạn rói vào á, thì cái đầm độ thuốc nó phải trên 250 đơn vị hao phiêu, thì khi đó chất lượng hình ảnh nó mới đảm bảo yêu cầu. Thì khi đó cái thuốc quá tĩnh mạch do 10 đến 15 ml đó thì nó rất là nhỏ, nó rất là thấp, bởi vì nó đã bị hoa loãng với máu rồi, cho nên nó rất là thấp, cho nên cái việc mà gây nhiễm bẩn che lấp thì nó không xảy ra đâu mà nó. Ví dụ các bạn thấy cái động mạch này, đây là cái hình động mạch đây, hình động mạch này. Thì cái cá này á, nó vẫn qua cái tĩnh mạch một phần đây này, qua cái xoáng tĩnh mạch một phần đây này, bởi vì máy của mình máy quét chậm, đúng chưa? Còn máy quét nhanh thì chắc chắn ổn. Thì đối với cái cá này á, thì các bạn thấy rói vào động mạch đi, ví dụ như rói vào động mạch nào giữa, rói vào động mạch nào giữa, thì các bạn thấy là đầm độ của nó vọt lên là 411 đơn vị hao phiêu, đúng chưa? Ở cái thi động mạch. Cho nên là cái 10 đến 15 ml đó các bạn tiêm trước đó rồi á, thì dần dần nó hoa loãng vào trong máy và nó máu và nó đi khắp cơ thể rồi, cho nên cái việc che lấp động mạch khi mà khảo sát lại lần tiêm thứ hai là không lo. Đấy, các bạn rói ở những cái nhánh xa hơn, ví dụ như cái nhánh M2, M3 chẳng hạn, ví dụ như mình rói ở nhánh M2 và M3. Mình kéo qua đây, ví dụ như mình đã rói ở nhánh này, thử xem đầm độ hao phiêu của nó là bao nhiêu. Thì các bạn thấy này, đầm độ của nó trên 250 hết, giả sử như 288 với 297, thấy chưa? Rồi những nhánh nhỏ hơn thử, đó đầm độ của nó lên tới 211. Thì những đấy, những nhánh nhỏ, vì sao những nhánh nhỏ này á, các bạn thấy này, khi mà chúng ta rói vào á, khi mà chúng ta rói vào một cái vị trí giải phẫu á, thì cái phần diện tích ở trong rói này nó bao gồm phần phần ở trong này á, nó bao gồm rất là nhiều pixel, nó bao gồm rất là nhiều điểm ảnh, mà mỗi điểm ảnh thì nó sẽ có một cái chỉ số CT khác nhau, đấy nhá. Cho nên khi đó thì tính ra cái giá trị trung bình á, thì giá trị trung bình này là giá trị đại diện cho tất cả các mốc xeo trong cái vị trí mà mình rói, đấy chưa? Cho nên khi các bạn rói thì các bạn phải rói vào đúng cái vị trí mà các bạn muốn cần quan tâm và tránh cái đường bơ của nó ảnh hưởng tới các cái vị trí khác. Ví dụ như là các bạn rói một nửa vào mạch máu và một nửa phía ngoài thì chắc chắn cái giá trị min của nó sẽ khác so với việc các bạn rói hoàn toàn vào lòng mạch máu rồi, đúng không ạ? Nên các bạn để ý.
Và bạn Huyền có hỏi là gì ạ? Trường hợp bệnh nhân chỉ lấy được ven tay trái, tốc độ tiêm cao thì phụ thuốc lên tình mạch cảnh trong ở bên trái gây nhiều ảnh, như vậy có lưu ý gì kỹ thuật hay không? Rồi, đối với các cái trường hợp mà chụp động mạch cảnh nào á thì các bạn nên lấy ven ở tay phải. Thì lý do vì sao thì các bạn biết rồi ấy. Bởi vì giải phẫu nó như thế nào và tránh cái việc mà nó phụt lên cái tĩnh mạch cảnh nó gây nhiều ảnh. Còn trong trường hợp mà nó tiêm tốc độ tiêm cao mà nó phụt lên tĩnh mạch cảnh trống ở bên trái gây nhiều ảnh á, thì các bạn vẫn chụp bình thường và trong quá trình tái tạo hình ảnh á, thì các bạn chịu khó gọt cái tĩnh mạch cảnh đi. Bởi vì cái tĩnh mạch cảnh mà nó ngấm thuốc đầm ngắt như vậy á, thì nó có khả năng là gây nhiều ảnh, mà khi nhiều ảnh như vậy thì không thể cứu vãn được rồi. Nhưng mà nếu mà nó che lấp ra các cái nhánh mạch máu khác, khi mà các bạn dừng hình VRT hoặc dừng hình MIP thì các bạn chỉ cần gọt gọt cái nhánh động tĩnh mạch cảnh đó thôi. Còn nếu mà các bạn muốn giảm cái hiện tượng nó phụ thuốc lên tĩnh mạch cảnh á, thì các bạn có thể là tiêm một cái lượng thuốc nhỏ và với một cái tốc độ tiêm vừa phải, chứ đừng có tiêm quá nhanh tới 5-6 ml trên giấy, mà tiêm khoảng mức 4-4.5 vừa phải thôi để mà giảm thiểu cái hiện tượng. Còn khi mà các bạn tiêm bên trái thôi thì các bạn phải chấp nhận cái việc mà thuốc nó phụt lên, nó phụt lên cái thân tình mạch cảnh ở bên đó. Rồi bạn nào hỏi gì nữa không ạ? Các bạn thấy trong trường hợp này này, trong trường hợp này là mình chỉ chụp từ nền sọ cho lên tới đỉnh sọ thôi, cho nên cái việc mà thuốc ở trong cái tĩnh mạch như bạn Huyên nói là chưa xảy ra này, bởi vì thuốc nó mới phụt lên được cái đoạn dưới của tĩnh mạch cảnh thôi, chứ nó chưa lên tới tận trên này. Còn trong trường hợp mà nó phụt lên mà nó gây cái nhiều ảnh trong cái hình 3D ấy. ví dụ như đây thế nào, thì trong trường hợp này các bạn thấy là thuốc ở trong tĩnh mạch cảnh có này, ở cái này là chụp thì muộn đấy nhá, mình đưa ra một cái ví dụ cho các bạn thấy thôi. Thế còn trong trường hợp mà thuốc nó lên như thế này này, được chưa, thuốc nó phụt lên cái tĩnh mạch cảnh như thế này, nó có thể gây nhiều ảnh, bởi vì đầm độ cao thì nó có thể gây làm hiện tượng là làm cứng chung tía, mà hiện tượng làm cứng chung tía thì nó có thể gây nhiều ảnh lên các cái động mạch nội sọ, gây nhầm lẫn hoặc là khó khăn trong việc chẩn đoán là có hẹp, có tắc hoặc là có màng sơ vữa hay là không. Nên là, thì những cái trường hợp đó thì các bạn cần phải gọt cái phần này đi, gọt cái phần phần tĩnh mạch cảnh đi, hoặc là các bạn đảm bảo được tốc độ tiêm thuốc để mà cái thuốc ở trong long mạch nó cao hơn so với tĩnh mạch cảnh, thì khi đó là cái hình ảnh của nó sẽ được cải thiện. Còn khi mà trong hầu hết các cái trường hợp thì nó đều phụt lên nếu mà khi đó các bạn chụp tiêm thuốc ở bên vén ở bên tay trái. Còn cho nên là trong các cho nên là nếu được thì các bạn nên lấy ở tay phải đã. Tay trái chỉ là trường hợp bất đắc dĩ thôi. Đây là mình chụp qua tĩnh mạch. Cái này thì mình chụp cả động mạch cả tĩnh mạch. Thì khi mà các bạn so sánh ở cái phím và phím ở chụp ở thi động mạch và chụp phím ở thi tĩnh mạch á, thì các bạn thấy nè, bởi vì hai cái phím này nó chỉ có cách nhau 4 giây thôi, chỉ có cách nhau 4 giây, cho nên cái hình ảnh của nó khá là tương đồng, hình ảnh nó khá là tương đồng. Tuy nhiên nó chỉ có khác nhau một cái là cái lượng thuốc nó quá tĩnh mạch ít hay là nhiều, lượng thuốc quá xoáng tĩnh mạch á là ít hay là nhiều. Và các bạn nhìn thấy ở phía dưới này, thì ở trên cái phím động mạch thì các bạn không thấy cái tĩnh mạch nó ngấm thuốc, nhưng mà ở bên phím mà mình chỉ có chụp muộn hơn khoảng 4 giây thôi. Mình chụp muộn hơn khoảng 4 giây thôi thì các bạn thấy thuốc nó trong cái tĩnh mạch cảnh nó hiện lên này. Được chưa? Thuốc ở trong tĩnh mạch cảnh này, thuốc ở trong tĩnh mạch cảnh này thì nó hiện lên rồi. Được chưa? Đó chỉ có cách nhau 4 giây thôi mà nó là như vậy rồi. Rồi bạn nào có câu hỏi gì về cái phần mạch máu này nữa không ạ?
Đấy là tái tạo MIB. Mình làm tái tạo MIB cho các bạn thấy các cái nhánh mạch máu theo giải phẫu. Dạ, yeah. Thì cái MIB này các bạn có thể tăng độ dày mỏng của nó. Mà độ dày của mỏng của nó thì theo sách vở á, thì khoảng 25 là vừa. Thì các bạn tăng nhiều quá hoặc là ít quá thì nó không đẹp. Thì các bạn thấy động mạch nền này. Dạ, yeah. Động mạch nền này, nó chia thành động mạch thông số này. Rồi đấy là động mạch nào dừa này, động mạch nào trước này. Các bạn thấy động mạch nền, động mạch nào dừa. Dạ, các bạn thấy nhánh được M1, M2, M3 rất là rõ ở trên cái kỹ thuật MIB. Tuy nhiên kỹ thuật MIB này là kỹ thuật tái tạo theo tỷ trọng tối đa, cho nên việc đánh giá lòng của các cái nhánh mạch máu thì chúng ta không thể thực hiện được. Mà nếu mà có tắc á, có tắc hoàn toàn á, thì khi đó chúng ta mới có thể là đánh giá được thôi. Còn kia mà cái việc mà trong lòng mạch có cái gì hay không thì cái kỹ thuật MIB này là thua. Mà chúng ta phải sử dụng kỹ thuật là tái tạo theo mặt phẳng cong theo cái đường chạy, đường đi của mạch máu. Thì đấy là tái tạo MIB. Yeah. Tái tạo MIB trên cả ba mặt phẳng. Thì các bạn thấy là động mạch nào trước đẹp chứ? Và thuốc một phần nó quá tĩnh mạch này, nó quá cái phần xoắn ngang, xoắn thẳng rồi này, rồi xoắn dọc này, thuốc nó quá một phần rồi. Tuy nhiên khi mà cái thuốc quá một phần như thế này thì các bạn cũng đừng lo, bởi vì quá với cái mức độ như thế này á, thì các bạn vẫn đánh giá được các cái mạch máu nội sọ đa giác Willis rất là tốt, thì chưa tới mức độ chưa tới mức độ nhiều. Đấy, các bạn thấy là mạch máu nó nổi rõ rất là đẹp, nó cân xứng đối xứng ở hai bên. Thì trường hợp này là mạch máu của bệnh nhân hoàn toàn bình thường, chứ động mạch nào dừa này, đấy, toàn M1 rất là đẹp, động mạch nào trước này. Rồi mình thử làm về VRT. VRT thì có rất là nhiều nơi người ta sẽ yêu cầu các bạn là gọt bổ toàn bộ cái phần xương ra. Nhưng mà nhiều khi những cái tổn thương ví dụ như túi phình ở vị trí nào đó ở trong này thì cái việc mà xóa bỏ xương thì cũng không quá quan trọng đâu. Mà thế khi mà cắt tái tạo VRT theo hướng này thì chúng ta cũng có thể thấy các cái mạch máu nội sọ được rồi, xem hình thái của nó được. Còn khi mà tái tạo mà xóa được xương thì nó càng tốt. Thì khi mà tái tạo theo cái kiểu này á, các bạn xoay chuyển cho các bạn để cho nó, thì các bạn cũng thấy được các cái nhánh mạch máu này. Dạ, nó vào trong cái lỗ chậm này, nó chui vào trong cái lỗ chậm này, nó nhập lại thành cái động mạch diện. Trong trường hợp bệnh nhân bị chấn thương do dị vật kim loại đâm vào vùng cổ, vùng đầu gần mạch máu thì nên xử lý như thế nào ạ? Thì đối với những cái trường hợp mà có dị vật kim loại nó đâm vào vùng cổ hoặc là thậm chí là vùng nội sọ đi, nó ảnh hưởng tới các mạch máu đó, thì khi đó chúng ta cũng chụp CTA mạch máu não, cảnh não. Thì khi đó chụp đó, thì chúng ta đành phải chấp nhận cái nhiều ảnh do kim loại. Và hiện nay thì cũng có một số cái thuật toán để mà xử lý cái nhiều ảnh đó, bởi vì cái nhiều ảnh đó nó chỉ có xảy ra theo những hướng nó xảy ra theo cái hướng chiếu của các cái việc mà đầu bóng nó xoay quanh cái đám trí thôi, cho nên là làm những cái thuật toán nó có thể là khắc phục được những cái nhiều ảnh đó dị vật kim loại. Và đồng thời á, khi mà có các cái dị vật kim loại đó thì tái tạo MIB hoặc tái tạo VRT rất là xấu. Đấy chứ? Bởi vì nhiều ảnh kim loại nó có thể cháy lấp. Nhưng mà cái mục đích của việc chụp CTA mạch máu trong trường hợp đó là để xem cái dị vật kim loại đó, cái dao hoặc là các cái kim khí nó có đụng chạm tới mạch máu, có làm cái rách cái mạch máu, có gây xuất huyết thôi không thôi. Thì khi đó chúng ta chỉ cần in phim bộc lộ ra những cái dấu hiệu đó là được rồi. Chứ còn cái chất lượng hình ảnh, cái việc nhiều ảnh do kim khí là cái việc mà chúng ta hoàn toàn chúng ta không thể kiểm soát được trong những trường hợp này. Thì lại giải phẫu sagittal nữa.
Dạ, đây là động mạch kia ạ. Động mạch gì mà sau khi nó chui qua cái phần huyết cảnh á, nó sẽ chia thành nhánh gì và nhánh gì ạ? Thì nó sẽ chia thành động mạch nào dừa và động mạch nào trước. Thì cái phần mà nó đi ra phía trước, nó nuôi phần trước của mô nào thì là động mạch nào trước. Còn khi mà nó chia thành qua cái chia thành hai bên thì là động mạch nào dừa. Yeah. Thì khi mà tính lát cắt ASEAN thì các bạn kéo qua này. Có như thế này. Đấy chứ nào? Thì như vậy là cái những cái đầm đồ trong mạch máu mà có đầm đồ cao thì nó sẽ hiển thị lên, thì đấy là động mạch não não trước. Còn đấy là cái xoáng gì ạ? Đấy là tĩnh mạch này, cái xoáng tĩnh mạch này. Thì ở đây đấy là xoáng gì ạ? Xoáng dọc giữa. Còn đấy là xoáng thẳng hay xoáng ngang ạ? Và phần giải phẫu này thì có gì nữa nữa không bạn Thánh? Với cái sáng cái tám thì rất là hạn chế trong việc là nhìn các cái giải phẫu mạch máu, chủ yếu là giải phẫu của mạch máu nào trước thôi, còn mạch 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 máu nào dựa hoặc mạch máu nào nào sáu thông sáu thì cái đó là nhìn trên trên ASEAN hoặc là Coronam thì nó sẽ rõ hơn. Đây, đấy là một phần thuốc nó quá nhé, nó có cái phần xoắn thẳng nhé, thấy chưa? Còn xoắn ngang thì làm các bạn nhìn sẽ nhìn thấy trên cái mặt phẳng nào ạ? Xoắn ngang thì sẽ thấy trên mặt phẳng nào ạ? Ở đây thì nếu mà muốn xem xoắn ngang thì các bạn nhìn trên cái đây, cái ASEAN. Mình kéo lên cho các bạn dễ nhìn. Đây ASEAN, cái xoang ngang nó qua qua cái phần có một chút thuốc ở cái phần xoang ngang hai bên này. Dạ. Yeah. Thấy một xí một dài và đầm đồ nó rất là yếu quá. Đây cái phần xoang ngang, cái phần xoang thẳng và cái xoang dọc trên. Dạ, yeah. Đó là giải phẫu tĩnh mạch. Rồi về cái việc tái tạo và in phim sẽ tùy theo cái mục đích lâm sàng của các bạn. Ví dụ như là trong trường hợp các bạn nghi ngờ là tắc mạch máu não hoặc là có huyết khối ở mạch máu não, thì huyết khối chắc chắn các bạn phải kéo, cần phải tái tạo theo mặt phẳng cong qua cái vị trí mà các bạn nghi ngờ có huyết khối hoặc là có huyết khối. Còn cái vị trí tắc chẳng hạn, tắc mạch máu não thì các bạn có thể tái tạo mít. Ví dụ nghi ngờ là tắc cái mạch máu não giữa ở bên phải chẳng hạn, thì các bạn tái tạo mít như thế này. Đây động mạch não giữa, không, đây động mạch não giữa ở bên phải đấy chẳng hạn, đúng không ạ? Thì giả sử như ở đây có vị trí là nghi ngờ tắc thì các bạn chỉ cần nó bộc lộ ra cái hình ảnh ở hai bên, thấy một bên nó thông thoáng và một bên nó tắc là được rồi. Tức là lâm sàng họ nghi ngờ cái gì thì chúng ta bộc lộ những cái đó. Và lưu ý trong các lớp vi tính sau nào nói chung hay là mạch máu á, khi mà tái tạo MIB hoặc là để trên các lát cắt MPA bình thường ấy, thì các bạn phải cố gắng chỉnh sao cho nó cân xứng. Tức là nó phải cân xứng ở cả hai bên, thì khi đó cái việc xem xét giải phẫu, đánh giá giải phẫu, mối tương quan giải phẫu hay là khảo sát một số bệnh lý nội sọ thì nó mới chính xác được. Còn khi mà các bạn để mà nó không đổi, không không cân xứng ấy, thì cái việc đánh giá của nó rất là khó và nó hạn chế, nó gây nhầm lẫn. Rồi, như vậy thì đó là một số cái điều mà mình muốn thảo luận với các bạn về cái kỹ thuật cắt lớp vi tính động mạch cảnh não. Thì ngoài ra thì còn có một số cái liên quan đến kỹ thuật, đó là cái thông số kỹ thuật. Thì thông số kỹ thuật thì các bạn có thể lên vào đến cái trang web này này, các bạn đăng đăng nhập theo tài khoản, đăng nhập để lấy tài khoản ấy, mdct.net.net.
Rồi, thì ở đấy các bạn đăng nhập hoàn toàn miễn phí nhé. Thì sau khi đăng nhập vào thì các bạn sẽ có các cái protocol, tham khảo các protocol của các cái hãng khác nhau. Thì ở đây có protocol Achieve này. Đó, sau đó các bạn muốn tham khảo về protocol nào, ví dụ hôm nay các bạn học về Brain đây, đấy nhá. Rồi ở Brain thì chia thành rất là nhiều CTA, rồi là nhu mô não, rồi não trẻ em, rồi là não perfusion, rồi não sine, rồi là động mạch cảnh chẳng hạn. Đây, thấy chưa? Sau động mạch cảnh mình muốn coi Siemens chẳng hạn. Cái nếu mà các bạn biết muốn thêm cái mode nào, tức là cái máy nào, máy giả sử như Definition 128 là cắt chẳng hạn, thì nó sẽ hiển thị cái protocol phía dưới này cho các bạn này. Các bạn kích vào đây, các bạn kích vào cái nào cũng được, hoặc là cái nào nó phù hợp với cái việc mà các bạn đang muốn tìm ấy, thì nó sẽ hiển thị ra một cái bảng protocol. Hiện tại là mình quên cái mật khẩu của mình đây, rồi các bạn, nên nó sẽ hiển thị là pit đặt như thế nào này, lát cắt ra sao này, chuẩn bị bệnh nhân như thế nào, nó sẽ hiển thị đầy đủ ở đây. Nhớ tầm 7 tầm 8 là đúng. Rồi đây có này. Thì nó sẽ có một số cái thông tin nó chung nhất này, đó là các bạn download cái protocol. Thì trong đó protocol nó sẽ hiển thị rất là đầy đủ, tức là các bạn sử dụng map như thế nào, KV ra sao, có sử dụng Shadow 4D hay không, rotation time đối với cái máy này là bao nhiêu, đấy chứ, chế độ tái tạo ra sao, rồi tái tạo theo mặt phẳng nào. Giả sử như ở đấy thì người ta sẽ ly công theo kỹ thuật MIP 3 mặt phẳng này, đấy chứ, và MTR thôi, chứ người ta không cần VRT các kiểu như là mình học đầy đủ. Chứ là nó sẽ đưa ra, có một số cái protocol thì nó sẽ đưa ra rất là chi tiết các cái typical indication ở đây. Ví dụ mình quay lại, xin lỗi mình đang còn rớt mạng, máy mình rớt mạng một chút, các bạn đợi thì mình kết nối lại. Cái máy mà mình đang trình chiếu cho các bạn xem ấy. Rồi, ví dụ mình có một cái protocol khác thử, ví dụ như là Neuro Perfusion CT. Đó, sau đó nó sẽ ra này. Tại đây typical scan thì nó sẽ có những cái thông tin gì và download. Thì khi đó các bạn xem cái protocol khác. Thì cả những cái thông số này thì sẽ có thông số tối ưu theo từng máy và theo từng cái protocol. Cho nên là mình sẽ không dạy cái thông số kỹ, mà các quan trọng là các bạn phải học ý nghĩa của các thông số, ví dụ KV là gì, MAT là gì, ý nghĩa của nó là sao thôi ấy. Còn những cái thông số như thế này nó chỉ có mang tính chất tham khảo, mỗi máy mỗi khác, mỗi cơ sở mỗi khác, hoặc là mỗi cái mục đích nó mỗi khác. Ngoài ra đối với cái trang web này thì các bạn có thể học những cái bài giảng. Đây có rất là nhiều bài giảng khác nhau ở đây, nó khá là ngắn thôi, nó khoảng 15 đến 20 phút thôi. Thì các bạn có thể nghe và các bạn bật chế độ phụ đề đó thì các bạn cũng có thể là hiểu được đối phần. Yeah, thì cái này đó là mình giới thiệu cho các bạn. Đây là khi mà học CT thì các bạn nên học theo cái trang web này thì nó rất là ổn. Nó rất là ổn. Rồi, thì đó là mình giới thiệu thêm đó. Rồi các bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc gì về cái phần này nữa không?